Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, trưởng phòng C4 của Bệnh viện Bạch Mai, Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam. Kính thưa tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ, trưởng khoa tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả quý vị bác sĩ đang tham dự chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến trong buổi trưa hôm nay. Đây là một cái chương trình gặp gỡ các chuyên gia với cái tựa đề là Care Me. Care Me được chúng ta nghĩ rằng hãy quan tâm tới tôi hay là quan tâm tới chủ đề này. Hoặc là chúng ta sẽ thấy có ba cái thành phần nó góp vào chữ Care Me này. Đó là CA tức là cardiac tức là tim, RE tức là renal tức là thận và ME phía sau tức là metabolic. Thì chúng ta sẽ thảo luận quanh những cái chủ đề này và đi chuyên sâu hơn là chúng ta nói về bệnh mạch vành và đặc biệt là hội chứng vành cấp trong cái buổi trưa hôm nay. Trong buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ quan tâm đến bệnh mạch vành mà hội chứng vành cấp thì chúng ta phải xử trí điều trị những người bệnh này một cách toàn diện như thế nào. Từ lúc chúng ta chẩn đoán được, chúng ta gặp gỡ người bệnh cho đến lúc mà chúng ta bệnh nhân ra khỏi bệnh viện xuất viện và chúng ta sẽ chăm sóc lâu dài của bệnh nhân như thế nào thật là tối ưu. Thì tôi nghĩ với cái sự chăm sóc tối ưu như vậy thì cái kết quả đạt được nó mới tối đa cho người bệnh nhân của chúng ta. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 bài báo cáo. Bài báo cáo đầu tiên đó là về báo cáo của tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ về gánh nặng của bệnh lý động mạch vành trên người bệnh cũng như trên xã hội của chúng ta, được trình bày qua một cái ca lâm sàng, và từ đó chúng ta sẽ đưa ra những câu hỏi để xem là chúng ta cần giải quyết những vấn đề gì của bệnh nhân mà chúng ta quan tâm. Và tiếp theo đó là chúng ta nghe một bài báo cáo của tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái về vấn đề điều trị nội khoa tối ưu trong giai đoạn mà bệnh nhân nằm trong bệnh viện. Và cuối cùng đó là bài trình bày của tôi về một cái trường hợp mà chúng ta sẽ điều trị nội khoa mà chủ yếu là về kháng kết tập tiểu cầu như thế nào cho tối ưu một người bệnh mà sau khi bị hội chứng vành cấp, sau khi được đặt stent động mạch vành thì chúng ta phải điều trị thuốc kháng tiểu cầu nào, chế độ nào cho thật là tối ưu cho người bệnh. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lắng nghe những ý kiến của bình luận của các bạn cũng như là của những cái câu hỏi các bạn thắc mắc đối với các báo cáo viên, và chúng ta cùng nhau thảo luận để đi đến được cái kết quả là làm sao đó để chúng ta quản lý một cách toàn diện bệnh nhân bị hội chứng vành cấp, bệnh nhân bị mạch vành từ cái giai đoạn mà bệnh nhân gặp chúng ta đến cái giai đoạn mà bệnh nhân xuất viện ra ngoài cộng đồng. Thì đó là cái chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Để bắt đầu chương trình thì xin mời tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ, trưởng khoa tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược, tiến khoa tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ một cái chuyên đề trước, đó là gánh nặng bệnh lý tim mạch, bệnh lý mạch vành qua một cái ca lâm sàng, và từ đó chúng ta có các câu hỏi như thế nào được quan tâm. Xin mời tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình, chủ tịch phân hội sơ vữa động mạch Việt Nam, kính thưa tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, trưởng phòng C4 viện tim mạch quốc gia Việt Nam, thì tôi xin trình bày cũng như là quý đồng nghiệp ở đây, thì tôi xin trình bày cái phần đầu tiên. Chưa có ở đây rồi. Như chúng ta biết thì hội chứng vành cấp thì là một cái thể của giàn mạch vành, và chúng ta gặp cũng khá thường xuyên trong thực hành tim mạch hàng ngày. Thì khi chúng ta gặp những bệnh nhân hội chứng vành cấp á, thì chúng ta thấy những biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân như là đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim không oxy trên lên, cũng như là nhồi máu cơ tim có oxy trên lên. Thì đó là những cái phần mà chúng ta có thể thấy được trên lâm sàng thôi. Tuy nhiên thì có nhiều vấn đề ở dưới cái triệu chứng lâm sàng đó liên quan đến mạng sơ vữa cũng như tình trạng vi mạch máu. Những mạng sơ vữa này kém ổn định và cũng như là tăng hoạt tính tiểu cầu, nó sẽ tăng hoạt tính kéo dài, nó sẽ làm cho cái tình trạng sơ vữa và những mạch máu khác nó cũng có thể gây nên những cái hội chứng vành cấp cũng như là những cái nứt vỡ mạng sơ vữa khác. Thì đó là cái chúng ta cần lưu ý. Thế nếu vậy thì chúng ta điều trị bệnh nhân hội chứng vành cấp ngoài những triệu chứng lâm sàng thì chúng ta cũng nên điều trị thêm những cái bệnh lý nền liên quan đến mạng xơ vữa cũng như liên quan đến tình trạng tiểu cầu, vi mạch máu, để chúng ta có thể giảm được các biến cố
trong thời gian tới cho những bệnh nhân của chúng ta. Vậy thì tiên lượng của hội chứng mạn cấp như thế nào? Chúng ta biết hội chứng mạn cấp là một cái thể lâm sàng gồm có ba nhóm bệnh nhân, thì khá như đã trình bày phía trên, thì những bệnh nhân sau khi có hội chứng mạn cấp thì theo đây là một cái thống kê, thì chúng ta thấy là khoảng gần 20%, 1/5 số bệnh nhân có hội chứng mạn cấp có biến cố như là của hội chứng mạn cấp, thì 1/5 số bệnh nhân này sẽ gặp một cái biến cố tiếp theo trong vòng 1 năm sau khi mà chúng ta dù đã điều trị nội khoa tối ưu. Thì đó là những cái điều trị nội khoa. Chúng ta thấy cái bảng ở bên phải đây thì tất cả các thuốc, thì chúng ta trong đó có statin, chúng ta có những cái thuốc khác, thì chúng ta thấy ốc chế men chuyển, aspirin, chế thủ thể PA12 như cũng như là chạy beta. Thì nếu vậy thì chúng ta dù là chúng ta có điều trị nội khoa cố gắng đạt tối ưu thì cũng có khoảng 1/5 số bệnh nhân này sẽ vẫn có xảy ra những biến cố tiếp theo. Cho nên nếu vậy thì cái việc mà chúng ta phải cố gắng điều trị nội khoa tối ưu và cũng như là càng ngày càng cải thiện thêm những cái điều trị nội khoa của chúng ta để chúng ta có thể giảm thêm những cái biến cố, tần suất xảy ra cái biến cố này thì rất là quan trọng. Thì đó là cái nội dung của cái ngày hôm nay để chúng ta có thể thảo luận về việc làm sao mà chúng ta điều trị cho những bệnh nhân hội chứng mạn cấp để họ không có bị những biến cố trong thời gian sắp tới, hoặc là nếu có thì tỷ lệ rất thấp và cái mức độ nặng của bệnh nó cũng nhẹ hơn so với bình thường. Vậy thì để minh họa thì chúng tôi xin giới thiệu một ca lâm sàng. Thì một bệnh nhân này là bệnh nhân nam 82 tuổi. Bệnh nhân này ở Ninh Thuận và bệnh nhân được vào viện vào tháng 10 năm 2023. Thì khi vào viện, cái lý do vào viện bệnh nhân là vào viện vì đau ngực. Thì bệnh nhân này có tiền căn là tăng huyết áp, huyết áp cao nhất là 160 mmHg, huyết áp cao này 5 năm và bệnh nhân uống thuốc không có liên tục, và có một thêm cái tiền căn liên quan đến yếu tố nguy cơ xơ vữa mạch động mạch vành, đó là bệnh nhân hút thuốc lá 30 gói năm và mới ngưng gần đây thôi, từ khi bệnh nhân có triệu chứng bệnh nhân ngừng 1 tuần nay thôi, và khả năng gắng sức bệnh nhân là khá tốt, và uống thuốc đông y thì không rõ loại để uống thuốc giảm đau mà không rõ loại. Và khi bệnh nhân vô đau ngực thì chúng ta có cái điện tâm đồ là cái được đo đầu tiên, đây là điện đồ tại khoa cấp cứu, thì chúng ta thấy bệnh nhân này có một cái nhịp xoang đều và chúng ta có một cái sóng QS ở V1, V2. Thì đây thì gợi ý một cái tình trạng có thể là bệnh nhân có một cái nhồi máu tim cũ vùng trước. Và cái siêu âm tim thì chức năng tâm thu thất trái thì giảm nhẹ, ÖF là 32%, có hở van hai lá trung bình do hạn chế vận động lá sau. Các kết quả cận lâm sàng khác của bệnh nhân này đó là chúng ta có HS trung niên T tăng khá cao, 581 nanogram trên lít, CKM B thì trong rất là bình thường, NT1B là 976 nanogram trên lít cũng tăng cao, chức năng thận thì creatinine máu là 1.3, tính eGFR ước tính là 52 ml trên phút trên 1.73 mét vuông da, kali máu trong rất là bình thường, cholesterol máu thì chúng ta có LDL cholesterol thì 145 có tăng nhẹ, và chúng ta có cái hemoglobin là 120 gram trên lít thì có giảm nhẹ, H1C thì trong rất là bình thường. Thì với những dữ hiệu lâm sàng như trên thì bệnh nhân được chẩn đoán một cái nhồi máu cơ tim cấp, không SC trên lên, trên nền có nhồi máu tim cũ vùng trước vách, và hiện tại bệnh nhân vô viện là không có khó thở, thì các triệu chứng khác không có thì được chẩn đoán là KIDIP 1 và thuộc nhóm nguy cơ cao vì đó là nhồi máu tim không SC trên lên và được hội chẩn tim mạch. Và sau đó bệnh nhân được gửi đi chụp mạch vành. Thì đây là kết quả chụp mạch vành của bệnh nhân, thì chúng ta thấy chụp tại địa phương thì có một cái bệnh viện dưới tỉnh, thì chụp ra thì chúng ta thấy đây là cái động mạch vành trái ống thông ở đây, và thấy là cái thân chung động mạch vành trái ngay trước vị trí phân nhánh nhánh circumflex và nhánh LED thì hẹp rất là nặng, và nhìn mức độ hẹp này khoảng chừng 80 đến 90%, và có màu trắng thì nghi ngờ có thể có huyết khối ở vị trí thân chung này, và cái tư thế TIMI chúng ta cũng thấy khá rõ là cái thân chung hẹp nặng ở ngay trước chỗ chia của nhánh đi thất trước và nhánh circumflex, và động mạch vành phải thì có hẹp lan tỏa, tuy nhiên thì mức độ hẹp không có ý nghĩa dưới 50% đường kính của mạch máu. Vậy là kết luận của bệnh nhân này thì chúng ta có bệnh thân chung và hai nhánh mạch vành và mạch máu thì vôi hóa nặng. Thì khi mà gặp một bệnh nhân có hội chứng mạn cấp thì chúng ta thấy thường là chúng ta sẽ xài các thuốc
kháng tiểu cầu. Chút xíu xíu chúng ta sẽ nghe cái trình phần trình bày phía sau của tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái. Thì thường chúng ta sẽ có thể xem xét đánh giá các nguy cơ liên quan đến chảy máu cho bệnh nhân. Thì ở đây chúng ta có một hai cái thang điểm chúng ta đánh giá, đây là thang điểm ReSideAD và ARCHBR. Thì mình thấy bên này nếu mà chúng ta thấy đánh theo ARCHBR đó thì bệnh nhân này sẽ có ba cái tiêu chuẩn phụ và không có tiêu chuẩn chính nào hết. Thì chúng ta thấy nếu hai tiêu chuẩn phụ là thuộc nhóm nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta có ba, mà chúng ta lưu ý là càng nhiều tiêu chuẩn phụ cũng như tiêu chuẩn chính thì cái nguy cơ chảy máu nó càng cao. Ví dụ như chúng ta có một tiêu chuẩn chính của nguy cơ chảy máu cao thì nguy cơ chảy máu sẽ thấp hơn là bệnh nhân có ba tiêu chuẩn chính, ví dụ như vậy. Cho nên nếu vậy thì chúng ta lưu ý phải đánh giá cái số lượng, cái số mà nguy cơ, cái số tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá thêm. Thì bệnh nhân là thuộc nhóm nguy cơ chảy máu cao và chúng ta có ReSideAD thì cũng đánh giá bệnh nhân này thang điểm là cao, thì chúng ta có tính ra là 30 trên 25 là cao rồi đó. Thì chúng ta có 30 là cũng thuộc nguy cơ chảy máu cao. Thì đây đánh giá sau 12 tháng, trong vòng 12 tháng chúng ta thấy cái nguy cơ chảy máu, đánh giá thang điểm chảy máu theo TIMI major và minor thì nó khoảng 2,7%. Thì chúng ta thấy hai thang điểm đều cho thấy là bệnh nhân này có nguy cơ chảy máu hay gọi là xuất huyết cao hết. Và chúng ta đánh giá tiếp cái nguy cơ thiếu máu của bộ cơ tim, bởi vì chúng ta biết là bệnh nhân có hội chứng bệnh cấp là nguy cơ thiếu máu của tim mà biến cố liên quan đến thiếu máu của bộ sẽ cao, và chúng ta dùng thuốc nguy cơ xuất huyết cao thì phải đánh giá cả hai yếu tố cùng lúc cho cân bằng giữa hai yếu tố cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân này chúng tôi đã tính các thang điểm để chúng ta ARCHBR trade off, cái này chúng ta tính trên app chúng ta có thể tính được. Thì bệnh nhân này có tiêu chuẩn là 82 tuổi là trên 65 này, có hút thuốc lá hiện tại có này, có hội chứng bệnh cấp, có nhồi máu cơ tim cấp này, có này hemoglobin ở mức này, và chúng ta tính các thang điểm ra. Thì khi mà vẽ cái đường cong này ra thì cái vị trí bệnh nhân của chúng ta nằm ở phía trên. Phía trên có nghĩa là cái nguy cơ mà biến cố liên quan đến thiếu máu cục bộ sẽ cao hơn, và nếu chúng ta nằm màu vàng phía dưới thì nó sẽ là nguy cơ xuất huyết cao hơn. Thì đó chúng ta thấy cái bảng đây, thì nếu vậy thì cái nhóm bệnh nhân của chúng ta, bệnh nhân này nằm ở đường màu xanh có nghĩa là cái nguy cơ mà nhồi máu cơ tim cũng như là huyết khối tắc stent nó sẽ cao hơn là cái nguy cơ chảy máu theo như cái thang điểm chúng ta tính trade off giữa xuất huyết và thiếu máu cục bộ cơ tim. Vậy thì bệnh nhân này chúng nó xác định là nhồi máu cơ tim cấp, không ST trên lên, nguy cơ cao clip 1, có nhồi máu tim của vùng trước vách và có thang điểm ARCHBR là thuộc nhóm nguy cơ chảy máu cao, và bệnh thân chung và hai nhánh mạch vành, rồi có tăng huyết áp độ 2, uống thuốc không đầy đủ không đều, và bệnh nhân là có một cái suy tim MF 32% và bệnh thần mạng giai đoạn 3A cũng như rối loạn lipid máu. Vậy thì câu hỏi lâm sàng, chúng ta có hai câu hỏi lâm sàng cho quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình. Thì mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 30 giây để chúng ta có thể đọc và chúng ta trả lời trên cái hệ thống máy của chúng ta, và chúng tôi sẽ ghi nhận lại để coi ý kiến của quý đồng nghiệp như thế nào. Rất mong là quý đồng nghiệp sẽ bỏ phiếu càng nhiều càng tốt cho những câu hỏi này. Thì câu hỏi thứ nhất là cái lựa chọn liệu pháp hạ mỡ máu, lipid máu như thế nào? Chúng ta sẽ dùng statin cường độ trung bình cộng ezetimibe là lựa chọn A, hoặc là chúng ta lựa chọn B chọn là statin cường độ cao, hoặc là chúng ta có lựa chọn C là statin cường độ cao cộng với ezetimibe, và lựa chọn D chúng ta có statin cường độ trung bình. Thì có bốn câu hỏi, thì xin quý đồng nghiệp và trả lời trong vòng 30 giây. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Xin giới thiệu với quý đồng nghiệp, tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái đã có mặt, không biết là anh Thái chọn câu nào anh Thái Câu trả lời chắc là bí mật, thì anh sẽ trả ơi. lời câu hỏi cái phần bình luận của mình. Dạ, cảm Bây giờ ơn. đã tiết lộ hết lớp hết bài thì các quý đồng nghiệp sẽ trả lời dễ dàng quá. Dạ. Trả lời được nhiều chưa? Rồi, cảm ơn quý đồng nghiệp đã trả lời câu hỏi thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ hai. Trước khi sang câu hỏi thứ hai thì chúng ta nhìn trên cái bảng trả lời câu hỏi của quý đồng nghiệp ở đây thì chúng ta có 1 phần 3 quý đồng nghiệp tham gia trả lời đó là
Statin cường độ trung bình cộng ETT là chiếm tỷ lệ 33% trên tổng số 107 phiếu quỹ đồng nghiệp đã đề xuất. Và cái nhóm thứ hai là statin cường độ cao cộng ETT cũng là 36%. Và chúng ta thấy là xu hướng quỹ đồng nghiệp trả lời là 2 phần 3, hơn 2 phần 3 bệnh nhân là quỹ đồng nghiệp sẽ dùng statin cường độ trung bình hoặc cao nhưng mà phối hợp thuốc ezetimibe ngay từ đầu cho bệnh nhân. Và còn lại chúng ta có statin cường độ cao là chiếm 1 phần 4 số phiếu bầu, và cuối cùng statin cường độ trung bình thì chỉ có 6% thôi. Rất là cảm ơn quý đồng nghiệp, chúng ta thấy là xu hướng quý đồng nghiệp sẽ phối hợp thuốc ngay từ đầu statin cộng với ezetimibe. Chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai thì liên quan đến thuốc kháng tiểu cầu cho những bệnh nhân hội chứng mạn cấp. Như bệnh nhân này thì hội chứng mạn cấp được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp, không có FVC chênh lên, bệnh thân trung và hai nhánh mạch vành. Đó thì câu hỏi là lựa chọn liệu pháp kháng tiểu cầu ở bệnh nhân này như thế nào? Chúng ta có câu A là aspirin cộng clopidogrel 75 mg, B là aspirin cộng với ticagrelor 90 mg mà hai lần một ngày, và câu C là aspirin cộng prasugrel 10 mg mỗi ngày, và câu D là aspirin cộng prasugrel 5 g mỗi ngày. Chúng ta có 30 giây để trả lời câu hỏi này. Kính mời quý đồng nghiệp bỏ phiếu cho câu hỏi này càng nhiều càng tốt. Xin cảm ơn. Chúng ta đã có câu trả lời ở đây thì chúng ta thấy đa phần quý đồng nghiệp sẽ chọn là ticagrelor 90 mg hai lần một ngày cộng aspirin với số phiếu là 70 trên 131, chiếm tỷ lệ là 53%. Và cái số thứ hai, cái con số thứ hai tỷ lệ chiếm cao thứ hai, chúng ta sử dụng aspirin cộng với clopidogrel 75 mg mỗi ngày, chiếm tỷ lệ là 1 phần 3 số phiếu của quý đồng nghiệp. Còn lại là prasugrel là khá thấp, chỉ có 5% cho nhóm 5 hoặc 10 mg, có những 10% tổng là cho prasugrel. Thì con số này nó cũng cũng khá phù hợp với một cái nghiên cứu tại Mỹ, đó là nếu mà những bệnh nhân hội chứng mạn cấp á, thì đa phần các bác sĩ lâm sàng họ xài thì khoảng 10% là prasugrel, và 60% là khoảng là ticagrelor, và khoảng chừng 30% là chúng ta có clopidogrel. Và đó là cái câu trả lời của quý đồng nghiệp. Thì để đến phần tiếp theo thì chúng tôi xin kính mời bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, trưởng phòng C4 Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, về cái việc chúng ta điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh nhân hội chứng mạn cấp trong giai đoạn nội viện như thế nào. Xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái. Và xin cảm ơn phần giới thiệu của tiến sĩ Hoàng Vũ và kính thưa giáo sư Chu Quang Bình và các quý đồng nghiệp. Thì chúng ta vừa nghe về ca lâm sàng rất là điển hình của hội chứng mạn cấp. Thì câu hỏi luôn đặt ra cho các bác sĩ nội khoa cũng như bác sĩ tim mạch và bác sĩ tim mạch can thiệp, đó là vấn đề điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh nhân hội chứng mạn cấp trong giai đoạn nội viện như thế nào. Thì phần trình bày của tôi sẽ trình bày kỹ về vấn đề này. Thì vấn đề thứ nhất là cũng liên quan đến câu hỏi của tiến sĩ Hoàng Vũ, đó là cái vai trò của cái liệu pháp tạo lipid máu trên bệnh nhân hội chứng mạn cấp thì ra sao, và chúng ta sẽ lựa chọn theo phác đồ như thế nào. Thì tôi sẽ phân tích theo đúng cái phác đồ mà các quý đồng nghiệp chúng ta vừa lựa chọn. Thì đây là cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu 2023 để đưa ra khuyến cáo rất là rõ ràng, đó là khuyến cáo điều trị statin cường độ cao được bắt đầu và tiếp tục sớm ngay khi bệnh chúng ta tiếp cận bệnh nhân. Và điều rất quan trọng là bất kể cái mức độ chúng ta xét nghiệm là LDL cholesterol là như thế nào, và cái mục tiêu chúng ta cần nhắm đến đó là mục tiêu chúng ta giảm là LDL cholesterol phải giảm dưới 1,4 mmol trên lít, hoặc ít nhất là chúng ta giảm được 50% so với mức nền. Thì khuyến cáo mức độ rất là cao là khuyến cáo mức độ 1 và mức độ bằng chứng là A. Và câu hỏi đặt ra là statin cường độ cao, thì câu hỏi đặt ra rất là nhiều rồi, chúng ta chắc là nắm rất là rõ. Thì gọi là cường độ cao tức là statin hạ được trên ít nhất trên 50% cái LDL cholesterol, và trong đó chỉ có hai loại statin thôi, đó atorvastatin liều từ 40 đến 80 mg và rosuvastatin liều từ 20 đến 40. Thế còn các statin khác và các
hàm lượng khác nhau thì chúng ta thấy rằng đều chỉ hàm mức độ trung bình và mức độ thấp. Và câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta lại lựa chọn statin và tại sao chúng ta dùng statin cường độ cao và làm sao để đạt được cái LDL mục tiêu là dưới 1,4 và giảm được 50% so với ban đầu trong suốt quá trình điều trị. Thì để chúng ta lựa chọn statin thì tôi biết rằng là cái phản ứng mà viêm gây ra mất ổn định gan mạc sơ vữa mà điều cốt yếu là dẫn đến biến cố tim mạch và thông qua ca lâm sàng của tiến sĩ Hoàng Vũ chúng ta tiếp cận một bệnh nhân hội chứng vàng cấp đặt cái mạc sơ vữa đã vỡ ra thì có rất là nhiều cái yếu tố viêm thúc đẩy quá trình nứt vỡ mạc sơ vữa tạo huyết khối thông qua là gây mất chức năng nội mạc phân hủy collagen và thành phần làm giúp làm cái bề cái mạc sơ vữa và làm suy yếu quá trình tiêu sợi huyết nội sinh và khi cái vỏ lớp vỏ đấy đang mỏng này nó vỡ ra thì gây một tình trạng tạo thành tiểu cầu kết cắn và sau đó tạo thành cục huyết khối trắng và sau đó hồng cầu kết cắn tạo thành cục huyết khối đỏ. Và khi quá trình nứt vỡ mạc sơ vữa thì liên quan rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là cái tăng của LDL cholesterol. Và bên cạnh đó các yếu tố làm cho làm gia tăng cái mạc sơ vữa nó nứt vỡ sẽ nứt vỡ hơn, đó là tình trạng tăng huyết áp, tình trạng tiểu đường hoặc là bệnh nhân có hút thuốc. Và một yếu tố người ta cũng đánh giá hiện nay là yếu tố rất là quan trọng là yếu tố viêm và cái chỉ số người ta đánh giá đây là chỉ số HSCRP. Để ta đánh giá rằng là yếu tố viêm là yếu tố thúc đẩy cho tình trạng cái mạc sơ vữa dễ vỡ hơn. Và khi chúng ta điều trị statin thì mục đích đầu tiên chúng ta nhắm đến là chúng ta sẽ hạ được LDL cholesterol. Nhưng mục đích chúng ta đánh đến ngay tức thì, đặc biệt ở bệnh nhân hội chứng vàng cấp là chúng ta phải điều trị chống viêm mà chúng ta nhắm đến là chúng ta phải hạ được cái chỉ số là HSCRP, là chỉ số ngay tức thì ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Và khi chúng ta nhắm yếu tố này rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn thuốc nào thì thông qua cái nghiên cứu là nghiên cứu Jupiter là chúng ta dùng statin cường độ cao đó là rosuvastatin liều 2 mg thì chúng ta giảm được gì, giảm được 37% cái một thông qua một cái dấu ấn sinh học là HSCRP so với cả giả dược. Thì gần đây vào năm 2023 thì tại cái hội nghị trưởng môn tim mạch Mỹ thì có một cái phân tích tổng hợp dựa trên ba cái nghiên cứu đó là nghiên cứu Provenance, nghiên cứu Reduce X và nghiên cứu Strength và tổng hợp trên 31.000 bệnh nhân và thời gian theo dõi là từ 3 đến 5 năm. Và họ đánh giá là những bệnh nhân này đã điều trị statin. Và họ dùng hai cái dấu sinh học đó là HSCRP và chỉ số LDL cholesterol. Ở đây người ta đánh giá là so sánh giữa chỉ số HSCRP là trên hoặc dưới 20 mg trên lít và chỉ số LDL cholesterol là trên hoặc ở dưới 70 mg trên đề/dL. Và họ đánh giá các thông số. Thông số ở đây là đánh giá là thông số về giảm về biến cố tim mạch chính, về tử vong do tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân. Thì chúng ta nhìn đây, nhưng chúng ta đánh giá thông qua cái dấu ấn sinh học của HSCRP thì có vẻ như chúng ta đạt được mức là dưới 20 g trên lít thì chúng ta đều giảm được cả ba cái biến cố đó là biến cố tim mạch chính, tử vong tim mạch cũng như tử vong chung. Trong khi đó nếu chúng ta nhắm đến cái đích là LDL dưới 70 mg thì chúng ta chỉ giảm được hai biến cố thôi, đó là giảm được tử vong chung và tử vong do tim mạch. Thì cái kết luận của cái phân tích tổng hợp đưa ra rằng là có vẻ như cái chỉ số HSCRP lại tiên lượng tốt hơn chỉ số LDL ở những bệnh nhân đã được điều trị statin, người ta coi là cái phòng ngừa yếu cố tim mạch tồn dư. Đích đầu tiên chúng ta nhắm đến vẫn là LDL và sau đó chúng ta phải nhắm đến HSCRP. Do vậy một thứ thuốc mà chúng ta giảm được HSCRP thì rất có giá trị, đặc biệt là những hội chứng vàng cấp. Và khi chúng ta điều trị statin thì chúng ta phải so sánh giữa các statin thì cường độ như thế nào. Thì đây cái bảng chúng ta nhìn thấy rất là rất rõ ràng là so sánh giữa rosuvastatin liều 2 mg thì chúng ta giảm được 52% chỉ số LDL cholesterol và so sánh với atorvastatin liều 80 mg chỉ giảm 51%. Thì thấy rằng một cái statin cùng là cường độ cao nhưng với liều 20 mg chúng ta vẫn tốt hơn so với cả liều 80 mg của atorvastatin. Và điều quan trọng hơn nữa là qua chứng minh qua nghiên cứu Jupiter là khi chúng ta điều trị một statin cường độ cao thì nó có hiệu quả ở tất cả các mức LDL cholesterol. Ví dụ là mức rất là cao, mức hay mức thấp khi chúng ta điều trị thì chúng ta giảm giúp thì cũng rất là giảm được cái biến cố tim mạch. Do vậy cái slogan là càng thấp càng tốt là chứng minh qua nghiên cứu, như là nghiên cứu Jupiter nó đưa ra một cái phân tích dưới nhóm là chúng ta có thể bằng chứng rất rõ ràng như vậy. Và hội tim mạch châu Á 2023 cũng như cái sự đồng thuận trước đó của các hiệp hội cấp cứu và hội can thiệp của châu Âu cũng đưa ra cái đồng thuận rất là rõ là gì, ở những bệnh nhân hội chứng vàng cấp thì chúng ta phải có một liệu pháp hạ statin, liệu pháp hạ LDL cholesterol mạnh hơn nữa. Tức là gì, họ sẽ phân ra nếu bệnh nhân chưa từng điều trị chúng ta phải điều trị ngay statin cường độ cao và có thể phối hợp giữa statin và ezetimibe. Và mức khuyến cáo chúng ta đến cường độ cao là khuyến cáo mức độ 1 và chúng ta kết hợp ezetimibe cường độ 2B. Và khi
phụ thuộc vào statin liều thấp bất kể trước đây bệnh nhân có mức LDL cholesterol như thế nào, thì người ta đều khuyến cáo là chúng ta nên dùng statin cường độ cao cộng với cả biện pháp phối hợp là ezetimibe. Còn trong trường hợp duy nhất là chúng ta phải cân nhắc thì điều trị chỉ dùng một thứ thôi, đó là khi chúng ta xét nghiệm bệnh nhân là trước đây đã dùng statin rồi và mức LDL cholesterol là nó đạt luôn cái mục tiêu, tức là dưới 1,4 hoặc là dưới 500 mg, thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc là gì dùng một thứ. Nhưng nói chung về mặt nếu bệnh nhân có cao hơn và chúng ta nên kết hợp giữa hai thứ thuốc, và theo khuyến cáo cũng đưa ra là chúng ta phải theo dõi rất chặt chẽ, theo dõi trong vòng từ 4 đến 6 tuần, nếu mà chưa đạt được cái mức là LDL cholesterol dưới 1,4 hoặc là ít nhất dưới 50% thì chúng ta phải kết hợp giữa ezetimibe, kết hợp statin, thậm chí là chúng ta thêm một thứ thuốc tác động đến hệ thống PCSK9 để làm sao nhanh chóng đưa LDL cholesterol về đúng cái đích chúng ta nhắm đến là dưới 1,4 trên lít. Để chúng ta ở đây là chúng ta không không những là điều trị cái LDL cholesterol mà chúng ta nhắm đến cái đích cao hơn nữa là gì, chúng ta sẽ tác dụng chống viêm và nhắm đến dài hơn nữa là chúng ta sẽ ổn định mảng xơ vữa và thậm chí là thoái triển xơ vữa khi chúng ta điều trị với giống kỹ thuật này. Và vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập đến đó là vấn đề sử dụng liệu pháp kháng tích cực tiểu cầu ở trên bệnh nhân có nguy cơ vú huyết khối cao, vừa xuất huyết cao. Và theo cái ca lâm sàng mà tiến sĩ Vũ vừa trình bày thì chúng ta sẽ phân tích để chúng ta hiểu rằng là chúng ta nên lựa chọn thuốc ra sao. Và khi bệnh nhân hội chứng phần cấp thì đa số chúng ta phải tiến hành can thiệp, đặc biệt là bệnh nhân nguy cơ cao. Và ở đấy thì chúng ta cần một cái hệ thống đồng bộ, đó là các bác sĩ cấp cứu tiếp nhận và lựa chọn bệnh nhân, và chúng ta sẽ lựa chọn thậm chí là kháng tích cầu ban đầu, và cái đấy chúng ta sẽ cân nhắc tùy theo đối tượng là bệnh nhân là STEMI hoặc bệnh nhân non STEMI. Và sau khi bệnh nhân được chuyển đến phòng can thiệp thì bác sĩ can thiệp tiến hành thủ thuật và chịu trách nhiệm về cuộc can thiệp đó. Và sau khi bệnh nhân can thiệp thành công thì lúc ấy bác sĩ điều trị tim mạch, bác sĩ điều trị nội trung thì sẽ theo dõi và điều trị bệnh nhân trong quá trình sau khi can thiệp. Và có một câu hỏi tiếp đặt cho quý đồng nghiệp, đó là với các thuốc ức chế cụ thể V2, I12 và đường mạnh, ví dụ như là ticagrelor và prasugrel thì có thể mang lại lợi ích gì cho bệnh nhân và ngay trong và sau khi can thiệp, và vấn đề xuất huyết khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế cụ thể B2, I12 mạnh trên bệnh nhân vừa có nguy cơ huyết khối cao vừa có nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta phải cân bằng giữa hai yếu tố nguy cơ như thế nào? Thì cái phần trình bày của tôi sẽ tiếp tục để phân tích cho các quý đồng nghiệp chúng ta hiểu rõ. Thì đối với bệnh nhân hội chứng phần cấp thì chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc kháng tích cực cầu rồi, thì cái mục đích của kháng tích cực tiểu cầu là gì, là chúng ta sẽ giảm giảm cái nặng huyết khối và tắc nghẽn dòng chảy của bệnh nhân. Và thứ hai khi chúng ta tiến hành can thiệp rồi thì chúng ta sẽ giảm cái biến cố xung quanh thủ thuật, và lâu hơn nữa là chúng ta sẽ ngăn ngừa những biến cố liên quan tại stent, người ta gọi là stent failure, tức là có thể gây huyết khối trong stent hoặc tái hợp stent lâu dài. Và liệu pháp điều trị ức chế tiểu cầu kép là cần khởi phát, chúng ta phải cần một thứ thuốc làm sao tác dụng nhanh, ổn định, đồng nhất, và trong quá trình chúng ta tiến hành can thiệp thì cái thuốc đấy có thể tốt hơn nữa làm chậm hoặc làm giảm được hiện tượng chậm hoặc mất dòng chảy và bảo vệ tốt thành quả trong quá trình can thiệp của chúng ta. Thì tối ưu hóa thuốc ức chế cụ thể B12 để tạo thuận được thuận lợi trong lúc làm can thiệp thì chúng ta cũng cần phân tích về vấn đề dự động học. Thì đây là cái bảng để chúng ta có thể hiểu rõ. Thì đây chúng ta có ba cái thứ thuốc ức chế cụ thể B2, B12, thì trong đó chỉ có duy nhất là ticagrelor là thuốc có tác dụng ngay khi chúng ta đưa vào trong cơ thể, trong khi đó các thứ thuốc khác ví dụ như là prasugrel hoặc là clobazam thì thường đưa vào trong cơ thể với dạng là tiền chất, do đó phải thông qua cơ chế chuyển hóa tại gan thì nó mới dạng mới chuyển hóa thành dạng thuốc có hạn lực, do vậy nó thường là mất thời gian dài hơn. Và đặc biệt là clobazam thì người ta thấy rằng là chỉ có 20% cái thuốc mà đưa vào ban đầu thì có dạng hạn lực thôi, còn 80% là dạng không hạn lực, do là cái một phần hạn chế của clobazam khi đưa vào cơ thể. Trong một cái nghiên cứu Onset, người ta so sánh giữa ticagrelor liều 180 mg với cả clobazam thì đánh giá về ức chế tiểu cầu, thì cái đường màu vàng đây thì thấy rằng trong vòng sau khoảng 30 phút thôi thì nếu chúng ta dùng liều ticagrelor liều 180 mg thì đạt được 40,41% hiệu lực, và sau 1 giờ đã đạt trên hơn 80% hiệu lực, và sau 2 giờ chúng ta đạt được xấp xỉ 90% hiệu lực. Trong khi đó chúng ta nhìn lại clobazam thì sau 2 giờ thì chúng ta chỉ đạt được 38% hiệu lực. Do vậy thì chúng ta đặc biệt là bệnh nhân non STEMI thì này khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu đưa ra rằng là chúng ta không khuyến cáo cho các thuốc ức chế cụ thể B12 khi mà chúng ta chưa biết giải phẫu được mạch vành. Mặc dù cái ca lâm sàng của tiến sĩ Vũ là bệnh nhân được chụp mạch vành trước rồi,
thì đó là chúng ta có thể quyết định rằng nếu bệnh nhân can thiệp chúng ta phải cho ngay khi chúng ta tiếp cận bệnh nhân. Nhưng mà đa số những bệnh nhân khi vào chúng ta chưa biết được giải phẫu và vàng như thế nào thì người ta bây giờ không khuyến cáo một cách thường quy cho các thuốc ức chế thụ thể B2, B12 khi trừ khi chúng ta chuẩn bị rồi, và khi chúng ta chuẩn bị rồi chúng ta đã biết giải phẫu và nếu bệnh nhân có quyết định can thiệp thì chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta sử sử dụng thuốc gì có tác dụng nhanh, vì khi cho quá trình can thiệp chúng ta sẽ ngăn ngừa những cái biến cố xảy ra, đặc biệt là biến cố nguy hiểm đã biến cố trong stent. Và một cái cơ chế rất là hiệu lực tốt hơn nữa đó là ticagrelor, thì ngoài cơ chế ức chế thụ thể B2Y12 thì còn thông qua một cơ chế nữa là thông qua cơ chế adenosine. Thì cơ chế adenosine này thì nó ức chế gì, nó ức chế cái kênh vận chuyển NT1 của hồng cầu, do đó nó làm tăng cái hiệu lực ức chế kết tập hoạt hóa tiểu cầu thông qua một cái receptor nữa là receptor A2A. Do vậy có vẻ như ticagrelor chúng ta sẽ được tác động kép với tác động ức chế thụ thể B2Y12 tiểu cầu, và thông qua cơ chế adenosine chúng ta tác ức chế được thụ thể A2A2, và bên cạnh đó adenosine có tác dụng giãn mạch thì thông qua là tăng cái lưu lượng mạch vành ở người tình nguyện khỏe mạnh. Một số nghiên cứu tôi sẽ trình bày tiếp ở sau. Do vậy nó làm giảm cái tổn thương cơ tim ở mạch cục bộ, nhưng bên cạnh đó do các tác dụng thông qua adenosine thì các bệnh nhân có thể có triệu chứng khó thở và một số bệnh nhân có thể gây triệu chứng bị tiểu chậm. Thì một cái phân tích tổng hợp đây nó dựa trên hơn 3.600 bệnh nhân hội chứng bệnh cấp trong 16 thử nghiệm được phân tích và nghiên cứu ở những bệnh nhân sau khi can thiệp bệnh qua da được sử dụng ticagrelor và clobazam. Thì cái phân tích này đánh giá về hiệu quả về chức năng vi mạch vành, thì họ thông qua hai cái thông số thứ nhất là kháng lực vi tuần hoàn và thông số thứ hai là lưu lượng dự trữ mạch vành. Thì ở cái nhóm mà chúng ta điều trị ticagrelor thì chúng ta giảm được cái kháng lực vi tuần hoàn và người ta tăng được cái gì, tăng được cái lưu lượng dự trữ mạch vành tốt hơn ở cái nhóm so sánh với clobazam. Và một cái phân tích tổng hợp khác, người ta đánh giá cái hiệu quả của ticagrelor so sánh với cả clobazam cho bệnh nhân và có tiến hành can thiệp mạch vành qua da, đánh giá thông qua một cái biến cố, đó là biến cố là mất dòng chảy tại động mạch vành sau khi tiến hành can thiệp. Thì cái phân tích này người ta dựa trên là khi chúng ta tiến hành can thiệp chúng ta dùng các phương pháp dụng năm bóng bóng là stent, thì ở những bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì nó gì, cái mảng xơ vữa nứt vỡ ra rồi thì dẫn đến hiện tượng có thể thuyên tắc mạch tại đoạn xa, có thể mảng do mảng xơ vữa, có thể do hồng cầu đó gây tắc nghẽn dòng chảy, và dưới dòng chảy có thể hiện tượng là không có dòng chảy hoặc dòng chảy chậm. Thì đấy là những biến cố có thể xảy ra khi chúng tôi tiến hành can thiệp, đặc biệt là những bệnh hội chứng bệnh cấp. Thì cái phân tích đánh giá hiệu quả ở ticagrelor thì so sánh với cả clobazam thì ở cái nhóm mà dùng ticagrelor chúng ta giảm được gì, giảm được 75% tần suất bệnh nhân không có dòng chảy và làm tăng 2 lần tỷ lệ dòng chảy PVI3, là dòng chảy đạt mức tối ưu so với cả cái nhánh mà chúng ta điều trị clobazam. Thì thông qua cái hai nghiên cứu tôi trình bày là rằng nếu chúng ta dùng một cái thuốc ức chế thụ thể B2Y12 hoặc lực mạch ở đây là ticagrelor thì chúng ta sẽ giảm được hai cái biến cố có thể ra, đó là giảm được dòng chảy chậm và giảm được các biến cố gì nữa, làm tăng những tỷ lệ PVI3 cho bệnh nhân. Đấy là những cái ưu điểm của thuốc ức chế thụ thể B2Y12 và lực mạch. Vậy thì cái tối ưu thuốc ức chế thụ thể B2Y12 thì nó có tác dụng bảo vệ thành quả sau can thiệp. Thì trong quá trình can thiệp thì rất là nhiều yếu tố có thể tác động đến cái kết quả, tức là vấn đề chúng ta phải trong quá trình kỹ thuật, ví dụ chúng ta chọn stent kích cỡ đủ chưa, có phủ hết tổn thương hay không, thì đấy là những yếu tố mà chúng ta phải đạt được trong quá trình chúng ta tiến hành can thiệp. Và gần đây thì với phương pháp mà chúng ta can thiệp với hỗ trợ của hình ảnh học, đặc biệt là chúng ta dùng IVUS là OCT, thì khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu vừa rồi ESC đã nâng cái cấp lên là mức độ 2A, là trong quá trình can thiệp của mạch hội chứng bệnh cấp thì chúng ta có thể sử dụng tối ưu hóa bằng phương pháp hình ảnh học bằng IVUS OCT, thì nó giúp làm cải thiện về kết quả về tức thời và lâu dài cho bệnh nhân. Và trong quá trình chúng ta tiến hành can thiệp thì huyết khối trong stent thì một cái vấn đề cũng khá là quan ngại, mặc dù cái tỷ lệ huyết khối trong stent chúng ta chỉ gặp khoảng dưới 1% thôi, nhưng khi đã gặp thì biến cố nó xảy ra khá là lớn. Và người ta nhận thấy rằng là nếu bệnh nhân có huyết khối trong stent thì 75% là dẫn đến tình trạng là nhồi máu cơ tim ở trên lên, và trong số đó đến 1/3 bệnh nhân có thể sốc tim và 28% là tử vong trong năm đầu và 18% là tử vong trong bệnh viện. Thì chúng ta nhận thấy rằng là mặc dù biến cố nó không phải là nhiều nhưng xảy ra thì biến cố diễn ra rất là nặng nề. Và trong cái nghiên cứu là nghiên cứu plateau invasive để phân tích dưới nhóm ấy, ở cái nhóm đối tượng bệnh nhân được tiến hành can thiệp bằng qua da thì người ta đánh giá cái biến cố huyết khối trong stent thì ở cái nhóm mà dùng ticagrelor thì lại thấp hơn so với cả dùng clobazam. Và khi phân tích một cách toàn bộ là ở các loại stent khác nhau thì phân tích tổng toàn bộ thì ở cái nhóm ticagrelor đã giảm được xấp xỉ 33% rồi. Và khi chúng ta sử dụng các loại stent dù là stent phủ thuốc hay stent kim loại trần
thì hiệu quả để mang lại. Và ta thấy rằng cái B tương tác đây, cả B interaction không có sự khác biệt. Do vậy chúng ta dùng ticagrelor ở những nhóm bệnh nhân mà chúng ta điều trị stent, dù stent thường hoặc stent phụ thuốc, thì chúng ta đều giảm được biến cố huyết khối trong stent so với cả Cologuard. Nhưng câu hỏi luôn luôn đặt ra cho bác sĩ chúng ta là làm sao để cân bằng giữa nguy cơ huyết khối và nguy cơ xuất huyết. Đặc biệt cái ca vừa rồi thấy rằng là bệnh nhân thì cao tuổi 82 tuổi, tổn thương là tổn thương thân trung động mạch vành trái ở chỗ trạc 3, tức là bệnh nhân vừa có nguy cơ huyết khối cao vừa có nguy cơ xuất huyết cao, thì chúng ta lựa chọn như thế nào? Thì chúng ta sẽ phân tích kỹ để đưa ra một số nhận định. Thì có một cái nghiên cứu tôi thấy rất là lý thú là nghiên cứu Chester, thì họ phân tích giữa hai cái yếu tố, đó là yếu tố nguy cơ liên quan đến tắc mạch, tức là nhồi máu cơ tim, và yếu tố liên quan đến chảy máu. Và thông qua định nghĩa chảy máu theo Bard, thì chúng ta biết rằng định nghĩa chảy máu theo Bard thì có rất là nhiều tiếp khác nhau. Tiếp mà tiếp 2 thì người ta coi là chảy máu nhẹ, còn tiếp 3 là chảy máu nặng. Nhưng tiếp 3 họ lại phân ra là tiếp A, B và C, còn tiếp 5 là chảy máu liên quan đến tử vong, thì đấy là cái cao nhất rồi. Thì qua cái phân tích tracer này thì họ phân tích rất là rõ giữa các tiếp chảy máu khác nhau so với cả biến cố là nhồi máu cơ tim. Thì chúng ta nhận thấy rằng là cái biến cố mà nhồi máu cơ tim là vượt trội so với trường hợp mà chảy máu là nhẹ. Nếu phân loại theo phân loại của bà thì là tiếp 2 thôi, và tỷ lệ vượt trội ở đây là gì? Cái nguy cơ tử vong tăng gấp 3,10 lần, 3,15 lần khi so sánh giữa biến cố nhồi máu cơ tim và cái biến cố về chảy máu nhẹ. Và phân tích về chảy máu nặng, đó chảy máu về tiếp 3, thì nói về chung cả về cái tiếp 3 nói chung thì sự khác biệt này không có ý nghĩa. Nhưng người ta phân tích dưới nhóm thì nếu chảy máu tiếp 3A, tức là xuất huyết cá mức cộng với hemoglobin giảm từ 3 đến 5 gram và truyền máu với xuất huyết quá mức chẳng hạn, thì xu hướng là có vẻ là tỷ lệ cái biến cố về nhồi máu cơ tim lại cao hơn, dẫn đến gì? Cái biến cố về tử vong cao gấp 2,23 lần, là sự khác biệt này có nghĩa. Nhưng khi mà chuyển nguy cơ chảy máu chuyển sang tiếp 3B thì bắt đầu có sự cân bằng, ta sự khác biệt này không có nghĩa. Nhưng đặc biệt là khi mà tình trạng mà chảy máu ở mức độ cao nhất ở tiếp 3 là tiếp 3C, tức là gì nhỉ? Tình trạng xuất huyết nội sọ, thì lúc đó nó nghiêng hẳn về tỷ lệ xuất huyết. Do vậy khi chúng ta đánh giá cái cán cân trên bệnh nhân, chúng ta phải phân tích kỹ. Chúng ta không đánh giá một cách đổ đồng, tức là chỉ có xuất huyết chúng ta phải xuất huyết gì, xuất huyết đấy, xuất huyết nhẹ, xuất huyết nhẹ, xuất huyết nặng thì ở mức độ như thế nào. Thì có vẻ như là cái xuất huyết mà nội sọ thì về xuất huyết là nặng nhất, đó chúng ta phải nghiêng hẳn về phía mà chúng ta lựa chọn cái thuốc gì mà ít gây xuất huyết. Còn nếu mà bệnh nhân chỉ xuất huyết nhẹ thôi, đặc biệt chỉ xuất huyết dưới da, thì đó chúng ta đánh giá đó là xuất huyết nhẹ, chúng ta vẫn nên lựa chọn các thuốc ức chế thực thể B2, IL-2 và được mạng. Thì đây là phân tích kỹ của cái phân tích về cái biến cố về xuất huyết. Và trong cái nghiên cứu Plato thì họ thấy rằng là sử dụng ticagrelor trong vòng 30 đầu ở những hội chứng khẩn cấp thì chúng ta là giảm là gì? Giảm được 12% tỷ lệ các biến cố gộp và xuất huyết trong tháng đầu, và tỷ lệ xuất huyết không có sự khác biệt có nghĩa thống kê. Và xuất huyết đây người ta đánh giá cả về xuất huyết nặng. Và chúng ta giảm được tỷ lệ gì nữa? Là giảm được huyết khối trong stent từ ngày thứ 11, từ ngày thứ nhất và ngày thứ 30. Tức là đánh giá về cái cân bằng đây, người ta giảm là giảm được rất rõ cái biến cố về tử vong, biến cố về nhồi máu cơ tim, biến cố đột quỵ và giảm tỷ lệ huyết khối trong stent, trong khi đó không làm gia tăng huyết khối nặng. Người ta nói rằng huyết khối nặng là vẫn là huyết khối quyết định, đặc biệt là huyết khối trường hợp mà có xuất huyết trong nội sọ, cái biến cố huyết khối nặng nhất mà chúng ta cần phải tránh. Và trong cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu dưới nhóm, nghiên cứu Plato, thì họ cũng phân tích luôn những đối tượng bệnh nhân trên 75 tuổi và dưới 75 tuổi. Thì tôi mới đề cập ở đây vì cái ca lâm sàng đây là bệnh nhân cao tuổi trên trên 82. Thì họ chúng ta nhìn đây thì thoạt nhìn ta nhìn có vẻ như là bệnh nhân dưới 75 tuổi thì đạt được sự khác biệt nào có ý nghĩa, và bệnh nhân trên 75 tuổi thì sự khác biệt này không có ý nghĩa. Nhưng khi ta nhìn về P interaction là P tương tác thì sự khác biệt này không có ý nghĩa. Chúng ta là gì? Ở kể cả nhóm dưới 75 và nhóm 75 thì đều được hiểu, được hưởng lợi và theo kết quả chung. Và khi chúng ta phân tích ở những biến cố khác, ví dụ như là tỷ lệ tử vong chung, nhồi máu cơ tim, tử vong do tim mạch, bệnh nhân đột quỵ hoặc là huyết khối trong stent, thì chúng ta đều nhận thấy rằng là không có sự khác biệt giữa nhóm 75 và trên 75. Và khi chúng ta nhìn nhà P tương tác đây thì chúng ta là cái P detection này không có sự khác biệt về nghĩa thống kê. Thì qua cái phân tích dưới nhóm của nghiên cứu Plato thấy rằng là dù bệnh nhân trên 75 hay bệnh nhân trên dưới 75 thì chúng ta đều đạt được là chúng ta sẽ giảm được các biến cố tim mạch cho bệnh nhân và không làm gia tăng biến cố huyết khối. Thì có rất là nhiều cách để khi chúng tôi tiến hành can thiệp cho bệnh nhân là chúng ta sẽ giảm thiểu đó gì. Thông thường các bác sĩ tim mạch can thiệp đến chúng ta sẽ phải can thiệp vào đường quay, và chúng ta tối ưu hóa vấn đề dùng thuốc chống đông và lựa chọn các thuốc stent, các thước các stent, đặc biệt là stent phủ thuốc hệ mới. Và gần đây chúng ta thấy rằng là bắt đầu có một số các nghiên cứu về bóng phủ thuốc, kể cả bệnh nhân hội chứng mạch cấp. Vừa rồi cái nghiên cứu GRACE Free 2 ở Europe đưa ra chứng minh rằng là
chúng ta lựa chọn bóng phủ thuốc mà chúng ta thường rút ngắn cái thời gian sống như PT thì đây mà lựa chọn tôi nghĩ rằng là có khả thi, đặc biệt là bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu cao. Và chúng ta bắt đầu sử dụng các phương pháp truyền hình ảnh và khuyến cáo lần tới bộ 2A rồi. Ở những bệnh nhân có hội chứng bệnh cấp thì chúng ta vấn đề gì? Chúng ta tối ưu hóa vấn đề can thiệp, lựa chọn kích cỡ stent chính xác, chúng ta phủ hết tổn thương. Và sau khi chúng ta tối ưu hóa vấn đề can thiệp rồi, chúng ta có thể hoàn toàn có thể rút ngắn cái thời gian chống tử cầu kép. Còn sau cái thủ thuật thì cái phần trình bày này tôi sẽ dành cho quý đồng nghiệp cái bài báo cáo rất hấp dẫn của giáo sư Trương Quang Bình sẽ cung cấp cho quý đồng nghiệp các chi tiết kỹ hơn về các chiến lược của chúng ta sau khi sử dụng các thuốc chống tích cực cầu và một số các thuốc khác sau khi cho bệnh nhân ra viện. Và phần trình bày của tôi đến hết và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái đã cho một cái xử trí trong nội viện như thế nào là tối ưu, nhấn mạnh vào hai điểm, đó là chúng ta sử dụng thuốc statin như thế nào, và tiếp theo đó là sử dụng thuốc kháng tiểu cầu để bảo vệ cái thành quả can thiệp của chúng ta như thế nào. Tiếp theo xin mời tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ sẽ chia sẻ tiếp cái ca lâm sàng. Chắc là tôi đoán là cái ca này chắc là phải được can thiệp rồi về cho sắp sửa cho xuất viện. Xin mời tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ. Thưa thí sinh Nguyễn Quốc Thái thì em xin phép trình bày tiếp cái ca lâm sàng này diễn tiến như thế nào. Trước khi cái phần ca lâm sàng tiếp theo thì chúng ta có phần thảo luận tham luận các chuyên gia. Tuy nhiên thì chắc giáo sư Bình chắc có lẽ giáo sư Bình muốn thảo luận cái phần phía sau gộp lại chung luôn, cho nên là chúng ta sẽ làm tiếp cái phần ca lâm sàng này diễn tiến như thế nào. Xin mời ban tổ chức cho cái phần slide tiếp theo. Ok. Rồi, cái ca này thì chúng ta đã nghe tiến sĩ Thái cũng bàn luận về cách xử trí dùng các thuốc cho bệnh nhân trong thời gian nội trú như thế nào sao cho tối ưu để cân bằng giữa nguy cơ chảy máu và nguy cơ huyết khối cho những bệnh nhân của chúng ta. Thì bệnh nhân này do là bệnh nhân cũng khá là lớn tuổi cho nên là có bệnh thân chung và hai nhóm mạch vành, bệnh nhân đã chọn lựa phương án là can thiệp vành qua da. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh sau khi can thiệp cái nhánh thân chung ở đây, vị trí thân chung đây lúc trước khi mà chúng ta can thiệp thì hẹp khoảng 90%. Tuy nhiên sau khi can thiệp là stent từ thân chung đi qua đoạn gần nhánh đi thất trước thì chúng ta thấy stent nở rất là tốt và nhánh circumflex thì nó cũng không có bị tổn thương khi mà chúng ta là stent bắt qua nhánh circumflex. Và chúng ta như cái trình phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái thì chúng ta thấy để cái việc mà chúng ta hạn chế tối đa cái nguy cơ mà gây thiếu máu cục bộ cơ tim cũng như nguy cơ huyết khối tắc stent, vì chúng ta biết nguy cơ huyết khối tắc stent thì khi xảy ra thì tỷ lệ biến cố cũng như tỷ lệ tử vong khoảng 28% là khá là cao. Thì cái một trong những cái yếu tố mà giúp chúng ta có thể tối ưu cái việc can thiệp kỹ thuật can thiệp là chúng ta sử dụng IVUS là siêu âm trong lòng mạch để chúng ta hướng dẫn can thiệp trong những sang thương phức tạp như thế này. Thì ca này được dùng IVUS siêu âm trong lòng mạch nội mạch để chúng ta can thiệp hướng dẫn, và đây là hình ảnh sau khi can thiệp thì chúng ta đo được cái diện tích lòng mạch tại lỗ xuất phát của nhánh liên thất trước thì rất là tốt, là 11.3 mm vuông, và phía xa của thân trung đo được là 14 mm vuông, và phía đoạn gần của thân trung gần lỗ thì khoảng là 15 mm vuông. Thì nếu vậy thì chúng ta thấy diện tích lòng mạch của các vị trí can thiệp là stent thì đã tối đa và độ giãn nở tương đối so với vị trí tham chiếu cũng trên 100%, không có bóc tách rìa và vị trí đặt cũng rất là lý tưởng. Cho nên nếu vậy thì cái việc can thiệp thân trung này đã là tối ưu, việc can thiệp coi như là kết quả tối ưu. Vậy thì bệnh nhân khi mà bệnh nhân được xuất viện thì được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp, không có ST chân lên, nguy cơ cao, bệnh thân chung và hai nhánh mạch vành đã được đặt stent nhánh đinh thất trước, có bệnh thần màn giai đoạn 3A, rối loạn lipid máu và có tăng huyết áp, cũng như bệnh nhân lại có cái suy tim ở 32%. Thì cái đây là cái toa thuốc khi bệnh nhân xuất viện. Chúng ta thấy bệnh nhân đã được dùng kháng tiêu cầu kép gồm aspirin 81 mg mỗi ngày cộng ticagrelor 90 mg 2 lần một ngày mỗi 12 giờ đó. Rồi chúng ta có dùng các thuốc trong điều trị suy tim, chúng ta có các thuốc như là acne, nhóm acne chúng ta có kháng cholesterol, chúng ta có nhóm ức chế thụ thể SGLT2, chúng ta có một cái thuốc chặn beta là meta,
Metoprolol, Metoprolol. Đó, chúng ta có đầy đủ các thuốc ở trong này và cái liều thì chưa có phải là mức tối đa, nhưng mà khi xuất viện bệnh nhân đã được dùng đủ 4 loại thuốc trong những bệnh nhân suy tim cũng như là các thuốc liên quan đến đến bệnh nhân hội chứng bệnh cấp. Trong đó chúng ta thấy có một cái thuốc liên quan nữa là chúng ta có statin. Statin chúng ta có đây là atorvastatin liều là 40 mg mỗi ngày. Và bệnh nhân được tái khám tháng thứ 3, sau 3 tháng tái khám thì bệnh nhân ổn, không có đau ngực, bệnh nhân không có xuất huyết. Trong vòng 3 tháng tái khám, trong vòng 3 tháng mà huyết áp được kiểm soát tốt thì chức năng thận thì creatinine máu là 1.3, 1.2, lúc đầu vô là 1.3, eGFR là 58, các xét nghiệm hemoglobin lúc đầu là 120, bây giờ lên được 131. LDL cholesterol lúc đầu là 145, chúng ta xây xuống là 65 mg trên dL, xuống trên 50%. Tuy nhiên thì theo cái phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái thì cái mức LDL này thì cần hạ thấp hơn nữa, là xuống dưới 55 thì nó sẽ tốt hơn. NT-proBNP thì cũng có giảm so với cái ban đầu nhưng mà nó vẫn còn lại chỉ số là 637. OF tự nhân thì lúc đầu là 32%, hiện tại bây giờ đo lại sau 3 tháng thì bệnh nhân có cải thiện OF, lên được OF đo được 48%. Vậy thì qua 3 tháng thì chúng ta thấy là theo theo tiêu chí đánh giá nguy cơ chảy máu ARC, HBR thì ban đầu khi nhập viện nó là 3 tiêu chí phụ. Bây giờ chúng ta bớt một tiêu chí là hemoglobin, chúng ta chỉ còn lại là 2 tiêu chí phụ thôi. Vậy thì câu hỏi lâm sàng tiếp theo cho quý đồng nghiệp thì tại thời điểm 3 tháng như thế này thì nguy cơ xuất huyết đã giảm đi một chút xíu và bệnh nhân không có biến cố gì hết thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta dùng tiếp aspirin cộng ticagrelor giống như là cái trường hợp này, hay là chúng ta sẽ xuống thang aspirin cộng clopidogrel, hay là chúng ta chỉ dùng đơn trị liệu ticagrelor 90 g nhân 2 lần một ngày thôi, hoặc là chúng ta có giảm liều ticagrelor xuống không, là aspirin cộng với ticagrelor 60 g nhân 2 lần một ngày, và đáp án ơ là đáp án khác. Thì xin quý đồng nghiệp cho phần trả lời trong thứ ba này rất là hấp dẫn bởi vì chúng ta có nhiều lựa chọn lắm. Thì chúng ta có 30 giây để trả lời cái câu hỏi này. Cảm ơn quý đồng nghiệp, chúng ta đã có câu trả lời, rất nhiều quý đồng nghiệp tham gia, tuy nhiên tôi cũng mong ước là các thêm quý đồng nghiệp tham gia nữa thì tốt. Chúng ta có phần trả lời câu hỏi vừa rồi thì đáp án mà nhiều quý đồng nghiệp chọn lựa nhất là đáp án B, có nghĩa là chiếm tỷ lệ là 38% là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì aspirin cộng với ticagrelor 90 g mỗi 12 giờ một ngày. Đó là cái lựa chọn nhiều nhất là 38%. Và cái lựa chọn thứ hai khoảng 29% là quý đồng nghiệp sẽ chọn là aspirin cộng với ticagrelor 60 g nhân 2 lần một ngày, chính thể là 29%. Và hai lựa chọn còn lại là chúng ta có 17% là ticagrelor 90 g nhân 2 lần một ngày đơn trị liệu, là chúng ta có cái đáp án C là chiếm 17%, và 16% là aspirin, chúng ta xuống xuống thang từ ticagrelor cộng aspirin chúng ta xuống là clopidogrel cộng với aspirin, và đáp án khác chỉ có 1% thôi. Thì thấy chúng ta thấy là đa phần quý đồng nghiệp sẽ chọn cái đáp án là aspirin cộng ticagrelor 90 g nhân 2 lần một ngày và tiếp tục. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã trả lời câu hỏi số 3. Thì đến câu hỏi thứ tư thì thôi chúng ta sẽ bỏ qua hỏi số 4, chúng ta sẽ sớm tới phần tiếp theo. Thì chắc xin kính mời phần trình bày của giáo sư tiến sĩ Chu Văn Bình để cho quý đồng nghiệp thêm cái phần phía sau trong điều trị ngoại trú. Em xin mời thầy. Cảm ơn tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ. Cái phần trình bày của tôi thì sẽ trả lời một chút xíu về câu hỏi của tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ thôi. Chủ yếu cho chúng ta sẽ tập trung vào cái phần
tập trung vào cái phần kháng tiểu cầu. Các bạn có thấy tôi share màn hình chưa? À, tôi em thấy rõ thầy. Dạ. Chúng ta sẽ nói về xử trí bệnh nhân ở giai đoạn di trì sau hội chứng vành cấp như thế nào. Thưa các bạn, thì đây là về nói về nguyên nhân sinh lý bệnh cũng như lâm sàng của hội chứng vành cấp. Thì chúng ta biết rằng nguyên nhân của tình trạng hội chứng vành cấp đó là một tình trạng xơ vữa động mạch. Chúng ta thấy đây là cái thành động mạch bị xơ vữa, mảng xơ vữa ngày càng lớn cho đến lúc đó nó hẹp nhiều và nó tắc lại luôn, hoặc là do nứt vỡ mảng xơ vữa, hoặc là nó lớn quá nó tắc lại luôn, hẹp hẳn. Chúng ta thấy là những hồng cầu không thể qua được cái chỗ hẹp này và từ đó gây ra cái bệnh cảnh lâm sàng, đó là hội chứng vành cấp mà chúng ta thường gặp nhất, đó là tình trạng đau ngực. Thì khi mà tiếp nhận một hội chứng vành cấp này thì chúng ta phải sử dụng khả năng lâm sàng của chúng ta để chúng ta nhận biết đây là một trường hợp hội chứng vành cấp. Mà khi mà chúng ta nhận biết được đây là một chứng vành cấp thì chúng ta nhờ một phương tiện thứ hai, đó là chúng ta sử dụng điện tâm đồ. Khi mà chúng ta đo điện tâm đồ, chúng ta thấy được đoạn ST trên lên ít nhất ở hai chuyển đạo đó, và thì chúng ta chẩn đoán ngay luôn đó là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có ST trên lên, mà chúng ta gọi là STEMI, nói tắt là vậy. Còn nếu mà chúng ta không có ST trên lên á, tức là ST trên xuống hoặc là sóng T âm sâu nhọn đối xứng, thì chúng ta sẽ chẩn đoán đó một trường hợp hội chứng vành cấp không có ST trên lên. Và trong trường hợp này chúng ta phải phân biệt xem là bệnh nhân này là thuộc dạng đau thắt ngực không ổn định hay là đã có bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim chúng ta gọi là nhồi máu cơ tim không có ST trên lên, nghĩa là tình trạng thiếu máu cơ tim nó nặng nề đó, nhưng mà nó chết tế bào cơ tim hay chưa. Cái điều đó đó thì chúng ta phải nhờ một phương tiện, đó là chúng ta phải xét nghiệm về mang tim HS-troponin T hoặc HS-troponin Y để chúng ta phân định xem đó là unstable angina hoặc là non-STEMI. Một khi chúng ta đã chẩn đoán ra được rồi đó thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị. Đối với STEMI là chúng ta phải điều trị ngay tức khắc. Còn đối với trường hợp mà hội chứng vành cấp không có SC trên lên, dù cho nó là unstable angina hay là non-STEMI, chúng ta phải thực hiện một động tác đó là phân tầng nguy cơ trước khi mà chúng ta tiến hành chúng ta điều trị. Thì xin thưa với các bạn, khi mà chúng ta tiến hành điều trị liền ngay cho một bệnh nhân STEMI đó thì chúng ta sẽ xem cái hình như thế này. Đây là hình chụp động mạch vành, chúng ta thấy đây là thân chung động mạch vành trái, đây là nhánh mũ circumflex, đây là nhánh liên thất trước. Đây là một tình trạng mà chúng ta thấy nó tắc nghẽn ngay đoạn giữa của động mạch mũ. Thì cái phương tiện, cái cách điều trị của chúng ta như thế nào đó để chúng ta làm cái chỗ này nó không còn tắc nữa, để cho dòng máu có thể đi qua cái chỗ tắc này và đi xuống nuôi lại vùng cơ tim. Cái giải pháp mà chúng ta thực hiện làm đó thì bây giờ chúng ta thực hiện rất nhiều. Các bạn đồng nghiệp ở đây, ví dụ như tiến sĩ Bùi Bằng Vũ hay tiến sĩ Quốc Thái, làm cái chuyện mà chúng ta đưa bóng vào, chúng ta nông, chúng ta can thiệp động mạch vành để chúng ta có được kết quả như thế này, chúng ta gọi là can thiệp động mạch vành cấp cứu hay can thiệp động mạch vành từ đầu, trong tiếng Anh chúng ta gọi là primary PCI. Một phương tiện khác nữa mà bây giờ cũng ít sử dụng đó là chúng ta sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, tiêu huyết khối, để chúng ta có thể dùng cái thuốc này làm tan được cục huyết khối ngay chỗ mà tắc ở đây, tắc cái động mạch vành đây, và từ đó chúng ta thông thương lại được. Như vậy nếu mà chúng ta thông thương lại được bằng những phương tiện như là can thiệp động mạch vành từ đầu cấp cứu hay là chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết, thì cái giải pháp mà can thiệp này được gọi là cái giải pháp điều trị tái tưới máu cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp có SC trên lên, gọi là STEMI. Cái chuyện mà chúng ta điều trị STEMI này đó thì làm sao đó mà chúng ta phải làm cho thật là nhanh. Khi mà thời gian vừa mới bắt đầu đau ngực và thiếu máu đó thì chúng ta phải điều trị rất sớm, cái thời gian thiếu máu đó phải cỡ 12 giờ đồng hồ trở lại thôi. Và tất cả những cái chuyện mà can thiệp tái thiếu máu này nó bao giờ nó cũng làm tốt cho người bệnh. Vì thế cho nên chúng ta phải can thiệp cho được càng nhiều bệnh nhân càng tốt. Muốn được như vậy thì chúng ta phải thực hiện được PCI, primary PCI 24/7, có nghĩa là chúng ta túc trực 24 giờ 7 ngày trong tuần để mà chúng ta có thể làm được điều này. Và bệnh nhân sẽ được chuyển đến cái phòng thông tin can thiệp luôn, không cần phải qua những cái khoảng trung gian nữa để được can thiệp nhiều nhất và sớm nhất. Đối với bệnh cảnh mà hội chứng vành cấp không có SC trên lên á, thì cái việc chúng ta chưa tiến hành điều trị ngay can thiệp mà chúng ta phải dùng một làm một cái động tác, đó là chúng ta phân tầng nguy cơ cho người bệnh. Thì cho dù phân tầng nguy cơ là bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ rất cao hay là nguy cơ cao hay là không có nguy cơ cao, thì
các bạn cũng thấy rằng là chúng ta sẽ tiến hành tới cái chuyện là chúng ta chụp, chúng ta can thiệp động mạch vành, gọi là cái chuyện mà gọi là invasive, tức là xâm lấn đó, có nghĩa là chụp và can thiệp động mạch vành hết. Như vậy thì có thể thấy rằng là những bệnh nhân hội chứng vành cấp mà có SC trên lên, hay là hội chứng vành cấp mà không có SC trên lên, nếu mà điều trị tối ưu thì tất cả những bệnh nhân này phải được chụp và can thiệp động mạch vành. Tại đây là một cái giải pháp mà chúng ta thấy mang lại cái là hiệu quả, lợi ích cho bệnh nhân thật là nhanh chóng. Như vậy tóm lại, ở những bệnh nhân bị hội chứng vành cấp, trong cái giai đoạn mà điều trị trong bệnh viện như là tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái vừa nói đó, là chúng ta phải điều trị, tiến hành điều trị tái tưới máu, song song đó chúng ta phải điều trị những cái điều trị cơ bản chung, ví dụ như chúng ta sử dụng statin như là tiến sĩ Vũ vừa nói hay tiến sĩ Sái vừa nói. Còn nếu mà chúng ta bệnh nhân có biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng của hội chứng vành cấp qua trên, thì chúng ta phải phát hiện một cách nhanh chóng và chúng ta điều trị một cách thích hợp. Nếu mà có thì chúng ta phải làm điều này, tất cả điều này nó phải hòa quyện vào nhau, chúng ta phải phát hiện càng sớm, điều trị cho bệnh nhân càng sớm thì càng tốt. Giờ chúng ta quay trở lại bài chính của chúng ta đây. Như vậy thì các bạn xem cái hình này đó, một cái mũi xét như thế này, người ta gọi là hội chứng vành cấp. Như vậy bệnh nhân là có một cái hội chứng vành cấp, một đợt bị hội chứng vành cấp, sau đó nếu mà chúng ta không có điều trị mà tốt thì bệnh nhân sẽ bị một đợt hội chứng vành cấp nữa, nếu không tốt nữa chúng ta sẽ có một đợt bị hội chứng vành cấp nữa. Trong khi cái đường biểu diễn thứ hai đó, chúng ta thấy là lâu lâu mới có một đợt hội chứng vành cấp. Còn đường biểu diễn mà màu xanh lá cây ở dưới đó, các bạn thấy một lần đặt stent rồi và sau đó bệnh nhân không có lần nào đặt stent nữa, không vô hội chứng vành cấp nữa. Như vậy thì chúng ta thấy có ba cái diễn tiến khác nhau như vậy. Cái diễn tiến cái đường màu đỏ trên cùng chúng ta thấy nhiều lần bị hội chứng vành cấp quá, thì chúng ta thấy đó là những người mà thuộc loại nguy cơ cao. Đó là cái những người mà chúng ta kiểm soát những yếu tố nguy cơ bị động mạch vành của người ta không có nhiều, chúng ta không có cải thiện lối sống, chúng ta điều trị nội khoa để mà phòng ngừa thứ phát chưa có đối ưu, và những bệnh nhân này có những cái vùng mà chúng ta thấy thiếu máu cơ tim còn rộng, chúng ta không có can thiệp hết. Ngược lại ở cái nhóm mà chúng ta thấy màu xanh ở đường biểu diễn màu xanh này nè, đó là những cái người mà chúng ta thấy cái nguy cơ mà bị hội chứng vành cấp lần nữa là nó thấp lắm. Đó là những người mà chúng ta kiểm soát thật tốt các yếu tố nguy cơ, chúng ta thay đổi lối sống cho người bệnh, chúng ta điều trị nội khoa dự phòng thứ phát tối ưu cho người bệnh, và nếu còn những cái vùng thiếu máu cơ tim thì chúng ta điều trị và tái tưới máu một cách thích hợp cho người bệnh của chúng ta. Như vậy thì những cái việc mà chúng ta cần phải làm ở cái giai đoạn duy trì, ở cái giai đoạn mà bệnh nhân qua khỏi cái giai đoạn cấp rồi, xuất viện rồi, thì chúng ta có những công việc gì chúng ta để làm? Thì đây là cái định nghĩa mà chúng ta thấy rằng là trong cái đoạn duy trì, có nghĩa là sau khi hội chứng vành cấp trong vòng 12 tháng đầu và sau khoảng 12 tháng nữa, cái khúc sau nữa thì được gọi là cái giai đoạn duy trì. Vậy trong cái đoạn duy trì thì chúng ta phải biến một cái người nguy cơ thấp đó, nguy cơ cao đó trở thành nguy cơ thấp. Muốn biến thành nguy cơ thấp thì chúng ta phải làm ba việc, đó là chúng ta kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành của người ta, thứ hai là chúng ta phải điều trị nội khoa dự phòng thứ phát cho bệnh nhân rất là tốt, và điều cuối cùng nếu mà bệnh nhân có triệu chứng thiếu máu cơ tim tồn lưu thì chúng ta phải điều trị nội khoa dùng thuốc như thế nào để giải quyết chuyện này, hoặc là chúng ta phải tiến hành chúng ta can thiệp động mạch vành tiếp những cái nhánh khác để mà chúng ta giải quyết được cái chuyện mà thiếu máu cơ tim tồn lưu. Đây là một cái hình có tính cách là biểu tượng thôi. Một người đã bị hội chứng vành cấp, một trái tim bị tổn thương như vậy, chúng ta tiến hành chúng ta can thiệp động mạch vành cho người bệnh cho rồi, thì cái vấn đề ở trong giai đoạn duy trì đó là những chuyện gì? Đó là những chuyện là bệnh nhân vẫn còn tiếp tục những có yếu tố nguy cơ tim mạch, mà những yếu tố nguy cơ này chắc chắn là nó sẽ làm tăng cái nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trong tương lai, tại vì những nhánh khác là vẫn tiếp tục hẹp để xảy ra các biến cố. Cái nguy cơ thứ hai đó là nguy cơ bệnh nhân vẫn còn những cái thiếu máu cơ tim cục bộ tồn lưu, thì chúng ta phải sử dụng thuốc, chúng ta phải sử dụng can thiệp động mạch vành để chúng ta làm tiếp. Và cái nguy cơ thứ ba mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây đó là chuyện sau khi mà chúng ta can thiệp động mạch vành, chúng ta đặt một cái stent vào trong cái chỗ mà bị nứt vỡ, mà chỗ bị tắc vừa rồi đó, thì các bạn biết là những cái mô chỗ đó, cái thành mạch máu chỗ đó nó vẫn tiếp tục còn nham nhở, và đồng thời chúng ta lại đặt thêm một cái khung thép vào trong đó nữa, thì tất cả này vật lạ đó và cái thành mạch tổn thương đó, cái nguy cơ rất cao tạo thành huyết khối, và huyết khối này trong stent gây ra tắc, gọi là huyết khối trong stent gây là tắc, và khi mà tắc như vậy thì cả tiến sĩ Vũ và tiến sĩ Thái đều nói khi tắc như vậy thì rất nguy hiểm, cái nguy cơ mà nặng tử vong nó gấp 3 đến 4 lần so với những cái người mà bị nhồi máu cơ tim mà không phải là do huyết khối tắc trong stent. Và theo những cái khuyến cáo đó chúng ta cũng thấy người ta giải quyết những vấn đề đó là giải quyết các yếu tố nguy cơ,
như là dừng hút thuốc, thay đổi lối sống, rồi giảm LDL cholesterol trong máu, giảm huyết áp rất là tốt, và chúng ta dùng những loại thuốc mà chống huyết khối như kháng cái tập tiểu cầu để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề của người bệnh của chúng ta. Và cái chuyện mà giải quyết các yếu tố nguy cơ tim mạch đó các bạn, có nghĩa là giải quyết được đái tháo đường, giải quyết được huyết áp, giải quyết được mỡ trong máu người ta đó, thì nó rất là quan trọng. Vì sao tôi nói là rất là quan trọng? Vì khi mà chúng ta giải quyết được những yếu tố nguy cơ này đó thì nó mang lại hiệu quả rất cao, nó làm giảm được từ 50 đến 70% số tử vong. Cái điều này nó còn nhiều hơn so với việc mà chúng ta tiến hành, chúng ta điều trị can thiệp hoặc chúng ta điều trị mà bị hội chứng bệnh cấp. Vậy cái chuyện mà chúng ta giải quyết các yếu tố nguy cơ tim mạch đó để phòng ngừa tiên phát hay phòng ngừa thứ phát đó rất là hiệu quả, mang lại hiệu quả rất cao. Vậy các bạn nên nhớ rằng đây là một cái việc mà chúng ta không thể bỏ sót được. Tất cả các bác sĩ tim mạch cũng như là các bác sĩ nội khoa chung đó là phải làm cái việc này, và cái việc này chúng ta làm rất nhiều việc. Vì vậy chúng tôi không tập trung vào nói chuyện trong chuyên đề hôm nay, mà chúng tôi muốn nói đến một câu chuyện, đó là trong cái giai đoạn duy trì điều trị long term đó, cái việc mà chúng ta dùng thuốc kháng kích tập tiểu cầu cho người bệnh như thế nào để mang lại cái hiệu quả bảo vệ tốt nhất cho cái chuyện là chúng ta vừa đặt cái stent động mạch vành cho người bệnh chúng ta thôi. Thì trong cái sơ đồ này của ESC 2023 đó, chúng ta thấy là trong cái lúc mà chúng ta can thiệp động mạch vành đó thì khuyến cáo nhóm 1 là chúng ta phải làm, đó là aspirin cộng với ticagrelor hay là aspirin cộng với prasugren. Còn nếu không có hai cái đó thì chúng ta sử dụng clopidogrel. Nhưng mà trong phần trình bày của tôi không phải là cái đó, mà phần trình bày của chúng tôi là ở cái phần mà tô màu hồng đây nè, tức là cái phần mà chúng ta sử dụng thuốc kháng tiểu cầu trong cái giai đoạn duy trì như thế nào, có nghĩa là 12 tháng đầu sau khi bị hội chứng bệnh cấp hoặc là sau đó lâu dài hơn đó nữa thì chúng ta như thế nào. Thì chúng tôi xin phóng lớn lên một chút về cái phần mà trong 12 tháng đầu sau khi mà bị hội chứng bệnh cấp, có nghĩa là sau khi can thiệp rồi, cho bệnh nhân xuất viện rồi, thì chúng ta sẽ dùng thuốc kháng tiểu cầu như thế nào. Trong trường hợp này đó, khuyến cáo nhóm 1 là chúng ta phải làm, đó là chúng ta điều trị kháng tiểu cầu kép DPT, đó là sử dụng một loại thuốc là aspirin cộng với một loại thuốc ức chế P2Y12. Mà cái loại thuốc ức chế P2Y12 này như tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái vừa nói, đó là ưu tiên ticagrelor hoặc prasugren. Còn khi nào không có hay dị ứng như hai cái đó thì chúng ta mới sử dụng là clopidogrel. Và cái chuyện mà điều trị trong cath lab như vậy rồi thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ điều trị như vậy. Tuy nhiên, cái lời khuyên của khuyến cáo là điều trị 12 tháng cho DAPT như thế này. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng DPT kéo dài 12 tháng vậy, chắc chắn là nó làm tăng cái nguy cơ xuất huyết. Như vậy cái giải pháp nào để mà chúng ta có thể làm giảm được cái nguy cơ xuất huyết này? Thì trong ESC 2023 đó, cho chúng ta hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là giải pháp mà chúng ta rút ngắn thời gian của DPT. Có nghĩa là chúng ta sử dụng DPT, tức là hai loại thuốc kháng tiểu cầu trong một thời gian nào đó thôi. Ví dụ sau một tháng chúng ta ngưng đi một loại, chúng ta sử dụng một loại thôi. Hoặc là 3 tháng chúng ta ngưng một loại, hoặc là 6 tháng chúng ta ngưng một loại. Lúc đó chúng ta sử dụng ức chế P2Y12 đơn trị liệu thôi, hoặc là chúng ta sử dụng aspirin đơn trị liệu. Giải pháp thứ hai người ta gọi là giải pháp xuống thang. Xuống thang này có nghĩa là gì? Lúc đầu thì chúng ta sử dụng aspirin cộng với prasugren, nhưng mà sau đó chúng ta thấy rằng là prasugren này có thể là kháng tiểu cầu mạnh quá, chúng ta giảm bớt cái độ mạnh của cái prasugren này bằng cách là chúng ta sử dụng aspirin cộng với clopidogrel, gọi là xuống thang từ một loại mạnh xuống một loại ít mạnh hơn với cái tác dụng là kháng tiểu cầu, thì đó gọi là xuống thang. Và trong cái xuống thang này đó các anh chị, thì trong cái khuyến cáo đó, khuyến cáo chúng ta như thế nào? Khuyến cáo chúng ta nói rằng là ít nhất là chúng ta phải sử dụng DPT một tháng rồi đó thì chúng ta mới tiến hành là bỏ bớt một loại, gọi là rút ngắn thời gian kháng tiểu cầu kép, hoặc là chúng ta mới xuống thang. Chứ chúng ta không có được là mới một tuần trong hội chứng bệnh cấp mà chúng ta thang, ít nhất là phải một tháng chúng ta mới tiến hành xuống thang. Bây giờ quay trở lại khuyến cáo như thế nào. Như vậy khuyến cáo chúng ta, nếu bệnh nhân không có nguy cơ xuất huyết cao một chuẩn đó thì chúng ta sử dụng DPT, tức là kháng tiểu cầu kép trong vòng 12 tháng, đó là aspirin cộng với loại ức chế P2Y12. Thì cái này được khuyến cáo là nhóm 1, có nghĩa là khuyến cáo này là khuyến cáo chúng ta phải sử dụng cho người bệnh để bảo vệ người bệnh của chúng ta. Chúng ta thấy một cái loại gọi là xuống thang, đó, xuống thang có nghĩa là chúng ta sử dụng aspirin cộng với clopidogrel, thì được khuyến cáo đó là nhóm 2B.
Còn nếu mà chúng ta dùng cái phương thức gọi là rút ngắn thời gian kháng tiểu cầu kép đó, nếu mà ngay sau 1 tháng mà chúng ta bỏ bớt một loại liền thì chúng ta thấy là mức độ khuyến cáo là 2B. Còn nếu mà sau 3 tháng đó chúng ta bỏ bớt một loại thì được xếp vào nhóm 2A. Xin thưa với quý các bạn rằng là nhóm 2A có nghĩa là nhóm được có lời khuyên là nên làm, và cái mức độ khuyến cáo này nó mạnh hơn so với nhóm 2B, đó là chúng ta xem xét có thể thực hiện cái điều này thôi. Thì đó là khuyến cáo năm 2023. À, chúng ta cũng có thể có ý kiến này, có ý kiến khác, nhưng mà sau khi cái công bố của cái guideline khuyến cáo 2023 của ESC đó, thì chúng ta có những công trình nghiên cứu khác, người ta lại công bố những cái ý kiến khác hơi khác so với cái khuyến cáo này. Ví dụ như chúng ta có bài báo xuất bản tháng 12 2023, xin thưa chắc các bạn là ESC là đầu tháng 8, cuối tháng 8 đầu tháng 9 2023, thì cuối năm đó vào tháng 12 2023 chúng ta có một công trình nghiên cứu Talos AMI mà HPA, tức là nghiên cứu Talos AMI mà ở bệnh nhân mà nhóm nguy cơ xuất huyết cao đó, high bleed risk, high bleeding risk, và cái nhóm này chỉ là phân tích dưới nhóm thôi. Thì chúng ta thấy rằng 2010 2021 chúng ta có nghiên cứu gọi là Talos Army thôi chứ không phải là ở nhóm nguy cơ cao, thì bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta can thiệp thành công bằng PCI rồi, và nhóm bệnh nhân này được sử dụng aspirin cộng với ticagrelor. Sau đó đó 1 tháng đó thì chúng ta thấy không có biến cố gì, chúng ta mới xuống thang. Có nghĩa là một nhóm chúng ta vẫn sử dụng như cũ, một nhóm chúng ta sử dụng aspirin cộng với clopidogrel, và cái kết quả của công trình nghiên cứu đó thì cái nhóm mà chúng ta thấy xuống thang nó tốt. Đây là tôi nói cái kết quả của cái chuyện mà nghiên cứu mà phân tích dưới nhóm đó, Kaosami mà ở nhóm bệnh nhân nguy cơ cao. Thì nhóm bệnh nhân mà nguy cơ xuất huyết cao viết tắt với HPA này, nếu chúng ta sử dụng là aspirin cộng với ticagrelor, chúng ta thấy rằng cái chuyện mà tử vong do tim mạch nhồi máu cơ tim đột quỵ và xuất huyết bạc từ 2 3 năm đó 4 năm đó thì nó là 11,8%, nó cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với cái nhóm mà sử dụng aspirin cộng với clopidogrel. Còn nếu mà tiêu theo chuẩn mà bleeding không, tiêu chuẩn máu không, chảy máu không, thì chúng ta cũng thấy cái tương tự như vậy. Và ở cái công trình nghiên cứu này nó tổng kết lại, nó thấy là những cái tiêu chí gộp chung luôn là tử vong do tim mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và vậy đó, thì cái phương pháp mà chúng ta gọi là xuống thang đó, từ aspirin cộng với ticagrelor mà xuống thang aspirin cộng với clopidogrel đó, nó mang lại lợi ích về cái chỉ số tiêu chí này một cách có ý nghĩa, mà sách có ý nghĩa này thống kê. Và trong cái chuyện này người ta kết luận rằng cái việc mà xuống thang không cần phải theo hướng dẫn của cái chuyện mà chúng ta xét nghiệm gen đó thì nó mang lại lợi ích cho người bệnh nhân của chúng ta. Và đây là một cái cũng là nghiên cứu tháng 10 công bố tháng 12 2023, thì thấy rằng ở những người mà bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao đó, thì chúng ta thấy có một số công trình nghiên cứu mà rút ngắn thời gian của DBT cũng khá nhiều, trong đó Twilight, Master, Reduce, vân vân, Adapt, vân vân, tất cả những chuyện này thì chúng ta thấy có nhiều công trình nghiên cứu đó. Và trên cái phía mà gọi là xuống thang thì chúng ta cũng có khá nhiều công trình nghiên cứu Talos, Talos Army, xong rồi chúng ta có Tropico ACS, vân vân, Popular Genetics, vân vân. Thì người ta tổng kết lại hết những cái điều này thì ta thấy rằng ở những bệnh nhân nào mà sau can thiệp động mạch vành trong vòng 12 tháng đầu đó người ta có nguy cơ xuất huyết cao thì chúng ta sẽ bỏ bớt một loại thuốc kháng tiểu cầu hay là chúng ta xuống thang, thì người ta sẽ đưa ra những tiêu chí sau đây để mà chúng ta có thể tham khảo. Ở bệnh nhân nào mà chúng ta thấy rằng nguy cơ xuất huyết cao nhưng mà cái nguy cơ mà tắc mạch đó, tắc mạch cao có nghĩa là đặt nhiều stent quá, bệnh nhiều nhánh động mạch vành, tái thông không đáy, tiền sử bị huyết khối rồi, biến cố động mạch thứ phát, thì chúng ta dùng cái phương pháp gọi là xuống thang, hay là chúng ta điều chỉnh bớt cái độ mạnh của một loại thuốc kháng tiểu cầu, ví dụ như từ ticagrelor xuống clopidogrel. Còn ở bệnh nhân nào mà nguy cơ mà chảy máu cao nó chiếm ưu thế nhiều hơn là so với nguy cơ mà tắc mạch thiếu máu cục bộ đó, ví dụ như bệnh nhân đã tiền sử chảy máu rồi, đang chảy máu, thiếu máu nặng, dùng thuốc kháng đông đường uống vân vân, thì chúng ta sử dụng cái phương pháp là rút ngắn, có nghĩa là sau 1 tháng, và nếu mà tối ưu là sau 3 tháng kháng tiểu cầu kép DPT thì chúng ta sẽ dùng một loại, đó là thuốc kháng tiểu cầu đơn thôi. Mà ta thấy rằng cái việc mà kháng tiểu cầu đơn ticagrelor 90 mg nhân 2 là một cái biện pháp lựa chọn tốt nhất trong những cái biện pháp của chúng ta. Vậy thì chúng tôi đi tiếp theo một chút nữa là sau 12 tháng rồi, bước qua tháng 13, tức qua 14, hoặc là sau đó lâu dài,
thì khuyến cáo của ESC 2023 nói gì? Đó là lúc đó chúng ta chỉ sử dụng là kháng tiểu cầu đơn thôi, một loại là aspirin thôi, và được nhóm xếp vào nhóm là class 1, có nghĩa là chúng ta phải sử dụng theo cái cách này cho người bệnh của chúng ta. Và trong cái khuyến cáo này chúng tôi thấy lạ một điều, đó là aspirin thì class 1 như vậy đó, còn ức chế P2Y12, P2Y12 inhibitor và monotherapy thì người ta xếp vào cái nhóm tới 2B, có nghĩa là chúng ta cân nhắc, chúng ta xem xét, chúng ta sử dụng thôi. Thì tôi thấy cái bằng chứng đó không có nhiều, nhưng mà thật sự á, chúng ta coi lại những cái công trình nghiên cứu, thí dụ như trong công trình nghiên cứu Banter này, chúng ta thấy là sau 12 tháng rồi đó, một nhóm sử dụng aspirin không, một nhóm sử dụng P2Y12 không đó, thì chúng ta thấy là cái việc mà tiêu chí nhồi máu cơ tim đó, thì cái nhóm mà sử dụng ức chế P2Y12 nó vẫn tốt hơn, tiêu chí mà gọi là đột quỵ do xuất huyết trên não đó nên nó cũng tốt hơn, chảy máu tiêu hóa nó cũng tốt hơn, và tất cả những cái điều mà chúng ta phân tích thì nó có vẻ nó lệch qua cái hướng là ủng hộ cho ức chế P2Y12 hơn. Tiếp tục có công trình nghiên cứu khác nữa, đó là công trình nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà sau 12 tháng rồi đó, sau 6 tháng 12 tháng rồi đó, một nhóm chúng ta sử dụng là aspirin, một nhóm sử dụng clopidogrel, thì thấy rằng cái nhóm mà ức chế P2Y12 này đó nó tốt hơn so với cái nhóm sử dụng aspirin cả về tiêu chí mà tắc mạch cũng như là tiêu chí về chảy máu. Và đặc biệt hơn nữa, trong năm 2023 chúng ta một cái phân tích tổng hợp của 19 công trình nghiên cứu ngẫu nhiên mà có sử dụng kháng tiểu cầu sau 12 tháng luôn đó, những cái công trình nghiên cứu mà chúng tôi in đậm lên một chút đó, tính ra 19 công trình nghiên cứu trên gần 140.000 bệnh nhân đó, thì cho kết quả chúng ta như thế nào. Kết luận của công trình nghiên cứu phân tích gộp này đó, nếu mà tính về tiêu chí an toàn xuất huyết nặng so với aspirin, chúng ta so sánh với aspirin một mình đó, thì việc mà chúng ta sử dụng cái phác đồ mà nhiều hơn aspirin khác á, thì nó lại làm tăng cái nguy cơ xuất huyết hết, nhưng mà ngoại trừ sử dụng ức chế P2Y12 đó thì nó lại không có xuất hiện nặng hơn so với aspirin. Xét về tiêu chí hiệu quả, nó có bảo vệ được không, nó làm giảm được nhồi máu cơ tim hay không, thì người ta thấy rằng cái việc mà sử dụng ức chế P2Y12 mà đơn trị liệu đó, đặc biệt là ticagrelor đó, thì nó bị giảm nhồi máu cơ tim nhiều hơn so với aspirin. Như vậy thì cái công trình nghiên cứu này ủng hộ cho việc chúng ta sử dụng ức chế P2Y12, nó làm không tăng cái nguy cơ xuất huyết so với aspirin, mà nó lại làm giảm được cái nhồi máu cơ tim so với aspirin. Như vậy kết luận rằng là cái việc mà dùng đơn trị liệu thường quy aspirin mà sau 12 tháng luôn của bệnh nhân hội chứng bệnh cấp mà can thiệp động mạch vành đó, thì chúng ta thấy nó không còn phù hợp nữa, mà tới bây giờ đó, thì chúng ta sử dụng cái phác đồ mà dùng dùng cái ức chế P2Y12 đơn trị, đặc biệt là ticagrelor, thì nó sẽ an toàn và hiệu quả nhất. Cái việc mà chúng ta thấy cái khuyến cáo đó đó thì nó cũng đi song hành với một cái đồng thuận của bên phía bên châu Âu đó, thì trong cái đồng thuận này ở những bệnh nhân mà hội chứng vành cấp mà được can thiệp mạch vành rồi đó, thì người ta chia ra hai nhóm là không có nguy cơ xuất huyết cao và nguy cơ xuất huyết cao. Ở cái nhóm mà không có nguy cơ xuất huyết cao mà không có nguy cơ tắc mạch nhiều lắm á, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng ticagrelor hoặc là clopidogrel hoặc là aspirin, mà aspirin chúng ta thấy nó để dưới luôn. Đặc biệt ở cái nhóm mà có nguy cơ xuất huyết cao thì chúng ta thấy người ta để hẳn, hoặc là chúng ta sẽ đơn trị liệu sau 12 tháng ấy, như các bạn sau 12 tháng thì đặt đơn trị liệu clopidogrel hoặc là ticagrelor hoặc là aspirin. Cái aspirin có nghĩa là để ở dưới hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà khuyến cáo năm 2023 khuyến cáo là aspirin class 1 đó, thì và ức chế P2Y12 mà class 2B đó, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ xem xét một thời gian nữa, chắc chắn rằng là nó sẽ có thay đổi. Và như vậy thì tôi đi đến kết luận như thế này, trong cái giai đoạn duy trì, tức là sau khi can thiệp xuất viện rồi đó, chúng ta phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ người về bệnh động mạch vành cho người bệnh chúng ta. Chúng ta điều trị các thiếu máu cơ tim cục bộ tồn lưu, và đặc biệt là chúng ta phải sử dụng thuốc kháng tiểu cầu, và kháng tiểu cầu là một cái thuốc không thể thiếu được cho những bệnh nhân hội chứng bệnh cấp mà giai đoạn duy trì này. Và chúng ta phải đánh giá nguy cơ tắc mạch và nguy cơ xuất huyết cho tất cả bệnh nhân của chúng ta, được gọi là cá thể hóa, và lúc đó chúng ta sẽ biết được chúng ta sẽ sử dụng cái loại thuốc kháng tiểu cầu như thế nào để phù hợp cho bệnh nhân. 12 tháng đầu sau hội chứng vành cấp mà có can thiệp vào vành, thì trong khuyến cáo DAPT, tức là kháng tiểu cầu kép, aspirin cộng với ticagrelor hoặc là prasugrel này là tiêu chuẩn.
Còn chúng ta có một khuyến cáo là nên, có nghĩa là thực hiện cái chuyện chỉ là kháng tiểu cầu đơn thôi, mà sử dụng là ticagrelor cho bệnh nhân mà nguy cơ xuất huyết cao, sau 1 đến 3 tháng chúng ta đã sử dụng kháng tiểu cầu kép. Cái việc mà chúng ta xuống thang đó là chúng ta dùng aspirin cộng với clopidogrel là chúng ta nên sử dụng cho bệnh nhân mà nguy cơ xuất huyết cao, nhưng mà nguy cơ tắc mạch cũng cao nữa thì chúng ta có thể là sử dụng cái phương thức này. Còn sau 12 tháng đầu thì chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ cho cái việc mà chúng ta xài đơn trị liệu thôi, một mình clopidogrel hoặc là ticagrelor đơn trị liệu, thì càng ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ là nó tốt hơn so với aspirin. Chúng ta chờ một thời gian nữa thì chắc chắn rằng nó trở thành khuyến cáo, và trong bây giờ với những công trình nghiên cứu đó thì chúng ta có thể tin tưởng được theo cái xu hướng này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài trình bày của chúng tôi. Tiếp theo chương trình thì đến cái phần mà chúng ta trao đổi ý kiến của các chuyên gia cũng như là xem các bạn có cái tham luận như thế nào. Chúng ta sẽ trình bày tiếp. Xin mời Tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ có ý kiến gì về những cái ý kiến khi mà chúng ta điều trị bệnh nhân hội chứng bệnh cấp nội viện cũng như là sau khi xuất viện trong cái giai đoạn duy trì. Xin mời Tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ. Kính thưa giáo sư Chu Quang Bình, tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái và quý đồng nghiệp, thì em xin thay cho cái phần tham luận thì em sẽ chiếu tiếp cái ca lâm sàng mình đã được làm gì tại thời điểm 3 tháng cho bệnh nhân này. Thì cái ca này thì tại thời điểm 3 tháng với những cái kết quả xét nghiệm như vậy thì chúng em đã lựa chọn là các bác sĩ chuyên khoa đã đồng ý lựa chọn là chọn cái phác đồ là xuống thang bằng bằng cách là từ kháng tiểu cầu kép xuống còn kháng tiểu cầu đơn, đó là giữ duy trì ticagrelor 90 mg mỗi 12 giờ một ngày. Đó là cái bệnh nhân hiện tại đã trình bày phía trên được chọn lựa như vậy. Thì các bác sĩ thì họ cũng dựa vào các nghiên cứu, nhưng cho biết nghiên cứu Twilight, ACS và TICO thì đều cho thấy là tổng hợp gộp lại khoảng 7.500 bệnh nhân, thì nếu chúng ta dùng đơn trị liệu sau 3 tháng thì có thể giúp giảm được các biến cố liên quan đến chảy máu nặng, còn biến cố thiếu máu cục bộ thì không có thay đổi, nên là các phân nhóm dưới nhóm đều như vậy hết. Cho nên là đó là lý do các bác sĩ chuyên khoa đã chọn lựa cái liệu pháp là xuống thang bằng cách là từ kháng tiểu cầu kép xuống còn kháng tiểu cầu đơn sau 3 tháng can thiệp nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân 82 tuổi, chỉ dùng ticagrelor đơn trị liệu sau 3 tháng 90 g hay là một ngày. Dạ, em xin gửi thông tin đến cái ca này trong thực tế lâm sàng đến thầy cũng như đến tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái. Tiến sĩ Quốc Thái ơi, các bạn thấy rõ là những công trình nghiên cứu vậy, nhưng mà tại sao ESC á, người ta lại không dám khuyến cáo, là người ta vẫn giữ khuyến cáo là ức chế P2, 12 mà gọi là DAPT đó, 12 tháng đó là class 1 chúng ta phải thực hiện như vậy. Không biết là tiến sĩ Thái có cái ý kiến gì về cái chỗ này hay không? Và cảm ơn câu hỏi của rất là quan trọng của giáo sư Trương Công Bình. Thì liên quan đến khuyến cáo của ESC thì họ vẫn có một khuyến cáo gọi là mặc định. Trong trường hợp mà thông thường thì chúng ta vẫn dùng một thuốc tức chế tức tức cầu cầu trong vòng 12 tháng. Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân mà nguy cơ chảy máu cao thì lúc đó chúng ta mới tính cái chuyện là chúng ta sẽ rút ngắn. Và rút ngắn ở đây thì có hai cái chiến lược là rút ngắn bằng cách là từ cái tức cầu kép từ hoạt động mạnh xuống hoạt động thấp hơn, hoặc là rút ngắn là chúng ta bỏ bớt một thứ thuốc ức chế tiểu cầu đi. Thì tại sao nó bắt đầu chúng ta thấy rằng là một loạt các nghiên cứu bắt đầu ra đời, và cái nghiên cứu gần đây nhất thì trong liên quan đến ACC là nghiên cứu Artemis với cả cái nghiên cứu của Eurovisia, thì tiến sĩ Vương có tham dự cái nghiên cứu GRACE 3-2, thì nó rút ngắn là sau 1 tháng là nó tổng như hội chứng bệnh cấp, và chúng ta chỉ dùng một cái ức chế cụ thể B2 nhưng mà được mạnh ticagrelor đơn trị, và thấy rằng là không làm gia tăng cái biến về huyết khối thì chúng ta giảm được biến cố về chảy máu. Thì chúng ta bắt đầu có các bằng chứng để đưa ra rằng chỉ trong thời gian tới tôi nghĩ rằng đấy là một xu thế, và xu thế rút ngắn thì là xu thế chúng ta sẽ thực hiện trong tương lai, mặc dù chúng ta chưa đủ để đưa ra khuyến cáo nhưng mà với các bằng chứng dần dần chúng ta đang tích lũy dần. Và một điều bên cạnh nữa là chúng ta bắt đầu có các stent của thuốc thế mới, và cái chiến lược chúng ta can thiệp cũng thay đổi, là chúng ta sẽ có thể sử dụng không phải stent nữa, chúng ta sử dụng bóng phủ thuốc, và chúng ta sẽ tối ưu hóa bằng các biện pháp chuyển hình ảnh. Thì lúc đó cái vai trò
của cái vấn đề tối ưu hóa là vấn đề cốt lõi để chúng ta có thể rút ngắn được. Chúng ta chỉ can thiệp một cách thông thường thì cái khả năng mà chúng ta có tự tin để chúng ta rút ngắn hay không thì chắc chắn là tôi và bác sĩ Hoàng cũng sẽ không hoàn toàn tự tin nếu chúng ta không có cơ quan chuyển lạnh. Và khi chúng ta đã có một cái ca lâm sàng thì cũng sẽ rằng đến tích là mạch tối thiểu ở thân trung đến tận 15 thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, thậm chí là trong vòng 1 tháng có thể cân nhắc chúng ta dùng đơn trị được. Với ca của bác sĩ Hoàng Vũ là cái ca đấy thì nếu mà xét thì không hẳn là một ca can thiệp gọi là mạch phức tạp vì chúng ta dùng một đặt một stent đúng không ạ, và chúng ta dùng đặt một stent thì người ta không xếp vào đấy, mặc dù là tổn thương ở thân trung nhưng người ta dùng crossover stent thì lúc đấy người ta sẽ không xếp vào một cái complex PCI mà một cái PCI thông thường, mà chúng ta đã tối ưu hóa bằng bằng một IVUS rồi thì cái khả năng bác sĩ chúng ta sẽ tự tin, thậm chí là 1 tháng ta sẽ rút ngắn xuống một một cái đơn trị. Đấy là cái ý kiến của em, mặc dù là khuyên cáo với như thế nhưng mà theo em nghĩ là xu hướng đã thay đổi khi mà chúng ta kỹ thuật thay đổi và cách tiếp cận là thay đổi thì chúng ta sẽ có hy vọng rằng trong tương lai gần chúng ta sẽ có những cái khuyến cáo mới và sẽ cập nhật hơn. Xin ý kiến. À, xin cảm ơn tiến sĩ Quốc Thái. Tại vì khuyến cáo đó, thưa các bạn, là mình khuyến cáo ra để cho mọi người sử dụng chung. Còn trong cái nghiên cứu á, ví dụ như trong nghiên cứu mà Intimate thì chúng ta thấy là những bệnh nhân đó được chọn lọc và được điều trị rất là tối ưu. Tối ưu trong cái việc can thiệp, ví dụ như ca của tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ là chúng ta can thiệp, chúng ta thấy nó nở trọn, stent áp sát vô luôn, không có bóc tách gì hết trơn. Dùng phương tiện là IVUS, tức là siêu âm trong lòng mạch, để chúng ta tối ưu cái can thiệp chúng ta. Với cái chuyện tối ưu như vậy thì chúng ta mạnh dạn, chúng ta có thể làm rút ngắn thời gian thế kháng tiểu cầu kép để chúng ta giảm được cái nguy cơ xuất huyết cho người bệnh. Tuy nhiên các bạn biết rằng là ngay cả ở Mỹ bây giờ cái tỷ lệ mà sử dụng IVUS trong can thiệp, đặc biệt là trong can thiệp bằng cấp á, nó thấp dữ lắm á. Nó không có nhiều đâu. Ngay cả ở những nước châu Âu cũng vậy, chỉ có ở Hàn Quốc, ở Nhật và ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều trung tâm làm được IVUS chúng ta sử dụng cao như vậy đó, thì chúng ta tự tin chúng ta làm như vậy. Nếu mà đứng theo một cái khía mà đại trà, nếu chúng ta khuyến cáo một cách rộng rãi rằng cái việc mà chúng ta rút ngắn loại thuốc kháng tiểu cầu sớm 1 tháng 3 tháng sau khi mà kháng tiểu cầu kép á, thì coi chừng là có thể xảy ra những cái chuyện biến cố khác. Thì vì thế cho nên là cái việc mà khuyến cáo là khuyến cáo, còn chúng ta phải cá thể hóa từng bệnh nhân của chúng ta có được can thiệp tối ưu hay không, sang tương đó như thế nào, nguy cơ xuất huyết như thế nào, thì chúng ta mới quyết định được là chúng ta sử dụng thuốc kháng tiểu cầu cho bệnh nhân cái với cái chế độ như thế nào trong cái điều trị mà sau 12 tháng sau khi mà chúng ta can thiệp. Về chuyện này thì Vũ có tham luận gì thêm không Vũ ơi? Kính thưa thầy, em cảm ơn thầy. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, thì cái câu hỏi mà tại sao các nghiên cứu thì rất ủng hộ việc chúng ta đơn trị liệu sớm hoặc là chúng ta xuống thang sau 1 3 tháng, thậm chí là ngắn hơn. Tuy nhiên các khuyến cáo thì lại chưa thấy đi cùng với các nghiên cứu, thì em nghĩ cái phần tham luận của thầy cũng như của tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái cũng rất là đầy đủ, đã nêu được các vấn đề liên quan. Thì em cũng xin nêu một số ý kiến nhỏ thôi liên quan đến cái này cũng là cái phần hot topic của các hội thảo lớn. Thì cái câu đầu tiên thì lúc trước thì bên châu Âu nghiên cứu rất là nhiều, các nghiên cứu chúng ta nghiên cứu bản lề về các chiến lược điều trị đều nằm ở châu Âu và Mỹ hết, châu Á chúng ta thì không được nhiều, dân số châu Á không đông. Tuy nhiên thì sau này chúng ta có một cái may mắn, đó là những nghiên cứu như TYCO hay Twilight hoặc là thậm chí Optimist Lab, thì tất cả những nghiên cứu này nằm ở châu Á hết, chúng ta thấy nằm ở tại Hàn Quốc và tại Việt tại Trung Quốc đó. Thì cho nên nếu vậy thì các nước Mỹ và châu Âu thì các chuyên gia họ cũng nói là họ khó áp dụng được cái nghiên cứu này ở trong tại Mỹ và châu Âu, vì dân số nó không giống dân số Mỹ và châu Âu. Cho nên là các khuyến cáo của Mỹ châu Âu có thể họ không có theo cái nghiên cứu này, và có thể họ sẽ phải chờ những nghiên cứu của trên dân số của họ thêm. Cho nên đó là một cái đặc điểm dân số mà chúng ta cũng rất là may mắn, thời gian gần đây chúng ta có các nước trong châu Á chúng ta thì tham gia cái nghiên cứu này. Thì thực ra em cũng mong ước là trong thời gian tới chúng ta có những nghiên cứu tại Việt Nam của chúng ta thêm. Nghiên cứu Optimist Lab thực ra là hồi xưa họ có mời Việt Nam mình tham gia đó, mà tuy nhiên vì những thủ tục hành chính phức tạp cho nên là chúng ta không tham gia được cái nghiên cứu đó, thì cũng rất là tiếc. Nếu có thì chúng ta cũng đại diện cho một cái dân số ở tại Việt Nam chúng ta thêm. Đó là cái câu
Em nghĩ là các chuyên gia tại nước ngoài cũng thảo luận cái phần này khá nhiều. Thì còn lại thì phần liên quan đến iVerse, em cũng hoàn toàn đồng ý với thầy, với tiến sĩ Thái, nếu chúng ta có iVerse. Mà chúng ta cũng lưu ý là tại các nước châu Á như Nhật, Hàn, Trung Quốc, Việt Nam mình thì xu hướng xài hình ảnh học iVerse và OCT nhiều hơn Mỹ và châu Âu. Đó cũng là cái xu hướng, và khi ta can thiệp trong các nghiên cứu nó cũng nhiều hơn, sử dụng hình ảnh học cũng nhiều hơn, đâm ra cái việc xuống thang có vẻ như là khác so với Mỹ và châu Âu. Cho nên là khuyến cáo thì em trông chờ những khuyến cáo của các nước châu Á như châu Mỹ, như 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 châu Á, như Nhật, Hàn hay là Việt Nam, thì chúng ta có thể khuyến cáo nó khác châu Âu một chút xíu. Đó là cái suy nghĩ của em thêm về cái liên quan đến các khuyến cáo Mỹ châu Âu không, chưa có mạnh mẽ việc xuống thang, nhưng mà các nghiên cứu thì lại rất là rõ ràng. Dạ em xin hết. Cảm ơn tiến sĩ Quang Vũ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến việc trả lời những cái câu hỏi mà các quý vị đồng nghiệp vừa đặt ở đây. Chúng tôi có thấy ở đây có 14 câu hỏi, nhưng mà có thể những câu hỏi chúng ta đã trả lời rồi. Vậy chúng ta đi với câu hỏi đầu tiên nè. Bạn của Hoàng Huyền: em xin kinh nghiệm các thầy về sử dụng kháng tiểu cầu kép clopidogrel, tức là aspirin clopidogrel, khi chúng em ở xa chưa có hình ảnh học về mạch vành, tức là chưa chụp mạch vành đó, chỉ có điện tim và troponin trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim, chúng em có được dùng liều nạp không ạ? À, xin cảm ơn. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái trả lời câu hỏi này. Thái ơi. Và xin cảm ơn thầy Bình và cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Và thì theo khuyến cáo của ESC 2023 thì họ cũng đưa ra rất là rõ, nếu chúng ta mà tiếp cận một bệnh nhân mà hội chứng vành cấp thì chúng ta phải phân biệt rõ là những hội chứng vành cấp đấy là ST trên lên hay không trên lên. Nếu trường hợp ST trên lên thì người chúng ta có thể xem xét cho các thuốc ức chế tiểu cầu kép ngay khi chúng ta tiếp cận bệnh nhân. Còn nếu trong trường hợp mà hội chứng vành cấp không ST trên lên thì họ khuyến cáo rất là rõ rằng là chúng ta chỉ cho aspirin thôi, và khi chúng ta chưa biết rõ cái giải phẫu bệnh vành thì chúng ta không không được cho một cách thường quy các thuốc ức chế tự thể B2, M2 khi chúng ta biết chưa biết giải phẫu bệnh vành. Như vậy thì chúng ta áp dụng là khi chúng ta đối với cả các cơ sở các bạn, nếu mà các bạn giữ lại để điều trị, hoặc là chúng ta sẽ trong thời gian 48 giờ chúng ta chưa chuyển thì bạn có thể cân nhắc. Người ta cũng đưa ra rằng nếu trường hợp vậy là chưa can thiệp ngay, chưa chuyển bệnh vành ngay thì chúng ta vẫn có thể cho ức chế tự thể B2, M2. Còn nếu các bạn có kế hoạch là các bạn chuyển bệnh nhân luôn, hoặc là các bạn có kế hoạch là sẽ chụp mạch vành, nếu cơ sở các bạn có máy chụp mạch thì các bạn có thể cho khi chúng ta biết sẽ có mạch vành, thì theo đúng các khuyến cáo và theo cái tinh thần và dựa vào số các bằng chứng hiện nay như vậy thì đem xuống ý kiến về sẽ ý kiến. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thái. Chúng ta bước qua câu hỏi thứ hai, là câu hỏi mà Intimate đáp á, tức là hội nghị ACC vừa công bố nghiên cứu là Intimate đáp về đơn trị liệu TKI sau 1 tháng ở bệnh nhân hội chứng vành cấp, cho kết quả tích cực. Trên thực tế có thể áp dụng chiến lược điều trị TKI sau 1 tháng hay không, và áp dụng trường hợp nào? Thì cái này thì chúng ta cũng đã bàn luận rồi. Đó là những trường hợp mà chúng ta can thiệp thật là tối ưu, bệnh nhân có cái nguy cơ mà xuất huyết cao, và chúng ta thấy là cái nguy cơ tắc mạch nó không cao lắm, thì chúng ta có thể sử dụng trong cái trường hợp này. Tiếp theo đó là một câu hỏi là: em có tìm hiểu nghiên cứu đơn trị liệu ticagrelor cho thấy đơn trị liệu không tăng nguy cơ MACE so với T như là Trilight, Tico, T-Pass, Intimate DAP, dù thời gian dùng DPT khác nhau? Phải chăng cơ chế chống huyết khối của ticagrelor đơn trị liệu tương tự như là TKK phối hợp với aspirin? Không biết thì Vũ có ý kiến gì về câu hỏi này, Vũ ơi? Dạ em cảm ơn thầy, cảm ơn quý đồng nghiệp đã hỏi câu hỏi này. Dạ thưa thầy và quý đồng nghiệp, thì cái phần đầu tiên của câu hỏi này là cái cơ chế chống huyết khối của ticagrelor đơn trị liệu có tương tự như là khi nó kết hợp aspirin hay không, thì theo như cơ chế tác động thì ticagrelor đơn trị liệu thì sẽ không có giống với ticagrelor cộng aspirin. Đó là cái mà chúng ta biết rồi, cái đó aspirin cơ chế tác dụng qua thrombosanna 2, còn chúng ta có ticagrelor cơ chế nó khác. Thì nếu vậy thì nó khác, tuy nhiên thì lý do các nghiên cứu này nó thành công thì có lẽ là vì ticagrelor cái khả năng kháng tiểu cầu của nó mạnh mạnh mẽ, cho nên là nó ức chế tiểu cầu tốt. Và thứ hai là chúng ta có các nghiên cứu này nó được kết quả tốt là vì hiện tại cái kỹ thuật trong can thiệp mạch vành cũng khá là hoàn thiện. Chúng ta thấy các bác sĩ cũng giàu kinh nghiệm và can thiệp tối ưu với các phương pháp như iVerse và OCT cũng như là trên hình ảnh học, cho nên là chúng ta thấy cái việc xuống thang nó với tương đối là an toàn, là bởi vì chúng ta có can thiệp hiệu quả cũng như là cái thuốc kháng tiểu cầu ức chế thụ thể P2-M2 nó mạnh hơn so với các thuốc thế hệ trước đây. Dạ, em xin hết. Xin cảm ơn tiến sĩ Quang Vũ. Chúng ta đổi không khí một chút xíu. Nhờ các thầy chia sẻ, em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm duy trì statin cường độ cao
vì lo ngại tác dụng phụ cũng như Lipitor 40-80 thì khá mắc tiền. Em có nên sử dụng statin cường độ trung bình như Crestor 10 phối hợp giá phù hợp và kết hợp với ezetimibe nội địa không? Em xin chân thành cảm ơn. Xin mời tiến sĩ Thái Quốc Thái về cái câu hỏi về khống chế LDL cholesterol này. Vâng, xin cảm ơn chị Bình và cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì liên quan đến cái vấn đề gọi là giá cả, thì tôi nghĩ rằng là một cái gọi bạn chọn một cholesterol 10 kết hợp với ezetimibe thì chúng ta chọn cholesterol 20 thì cũng không phải đắt hơn nhiều. Vì chúng ta không nghĩ rằng là cholesterol 20 là đắt hơn gấp đôi cholesterol 10 được. Chúng ta chỉ chênh nhau một vài nghìn thôi. Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng, nên nên chúng ta vẫn nên sử dụng một cái statin cường độ cao. Thì đấy là cái khuyến cáo đưa ra để chúng ta thấy lựa chọn. Và khi chúng ta tăng cường độ cao mà nếu trường hợp là chúng ta chưa khống chế được thì chúng ta mới kết hợp với ECT hoặc là với những triệu chứng khẩn cấp chúng ta thực hiện kết hợp ngay từ đầu. Nhưng về còn vấn đề giá cả thì chắc bên công ty sẽ cung cấp cho các quý đồng nghiệp về cái vấn đề giá cả, vì hiện nay bắt đầu có một chính sách là chúng ta sẽ sử dụng các thuốc cholesterol với cái liều 20 mg và không không phải giá quá cao chúng ta có thể sử dụng được. Đấy là cái cách chúng ta tiếp cận, nhưng về mặt khuyến cáo thì chúng ta vẫn nên sử dụng statin cường độ cao. Xin cảm ơn tiến sĩ Quốc Thái. Bước qua một cái lĩnh vực khác nữa, đó là sử dụng metoprolol. Vũ, mình có thể sử dụng metoprolol tartrate, tức là metoprolol thường thay cho metoprolol succinate hay không, đặc biệt là dạng mà rốt á, thì Vũ có ý kiến như thế nào về cái hai cái sản phẩm này? Dạ thưa thầy, thưa quý đồng nghiệp đã hỏi câu hỏi này thì metoprolol succinate như là đó là beta-lock dốc, còn tartrate là metoprolol thường thì em nghĩ thì cái chế phẩm nào thì chúng ta cũng có thể xài cho bệnh nhân được hết trong hội chứng khẩn cấp. Tuy nhiên thì nếu như mà bệnh nhân giống như cái ca lâm sàng đã trình bày phía trên bệnh nhân có kèm theo tình trạng suy tim, thì nếu mà bệnh nhân có suy tim thì theo như các hướng dẫn thì chúng ta nên xài cái beta lock dốc thì nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ có nghiên cứu rõ ràng. Còn cái nghiên cứu về cái loại beta lock thông thường á thì cái nghiên cứu nó chưa thấy rõ cái hiệu quả trong bệnh nhân suy tim, nên nếu vậy thì quý đồng nghiệp có thể xài trong hội chứng khẩn cấp loại nào cũng được, nhưng mà nếu mà bệnh nhân kèm suy tim như cái ca lâm sàng này thì nên chọn cái beta lock dốc thì nó sẽ hiệu quả và an toàn hơn cho bệnh nhân. Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Văn Vũ. Bây giờ nói một câu hỏi về lại mỡ trong máu, đó là thưa các thầy, ezetimibe và ức chế BSH9 có tác dụng chống viêm như statin không? Em nên làm xét nghiệm HSCT với tần suất như thế nào? Chân thành cảm ơn. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái có cái tham luận về câu hỏi này. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn thì liên quan đến cơ chế chống viêm. Thì hiện nay về các bằng chứng về giảm HSCT thì người ta chỉ thấy là nó ghi nhận là chỉ ở nhóm statin, còn các thuốc khác như ezetimibe và các thuốc tác động hệ thống PCSK9 thì các nghiên cứu thì vẫn tác động chủ yếu là thông qua chỉ số LDL cholesterol, còn cái thông qua chỉ số HSCT thì chưa có bằng chứng rõ ràng. Thì đấy là cái hiện tại về bằng chứng hiện nay như vậy, và chắc chúng ta sẽ phải chờ đợi một số các nghiên cứu khác về tập trung về HSCT để đưa ra câu trả lời, nhưng hiện nay chỉ bằng chứng thì chỉ có statin cường độ cao. Bạn sẽ hết ý kiến. Chúng ta cũng không còn thời gian nhiều, bởi vậy tôi xin một cái câu nữa thôi. Bệnh viện em mới mở cath lab và mới thực hiện được một vài ca đặt stent ở bệnh nhân mạch vành ổn định. Em rất mong được các thầy chia sẻ tỷ lệ gặp huyết khối trong stent cũng như hiện tượng no reflow khi sử dụng ticagrelor trên thực tế. Thì cái này xin mời tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ sẽ giải đáp câu hỏi này. Câu hỏi năm à, này thầy. Dạ kính thưa thầy, kính thưa quý đồng nghiệp thì cái huyết khối stent thì giống như tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái đã trình bày phía trên đó, thì nếu xảy ra thì đúng là rất là nặng nề. Bệnh nhân đang bình thường thì theo kinh nghiệm chúng tôi nếu lúc trước có gặp đó, thì bệnh nhân đang rất là hoàn toàn bình thường, đột ngột đau ngực và có khi rối loạn nhịp tim, rung thất, có khi thì bệnh nhân sốc tim vô rất là nhanh, phải đưa bệnh nhân đi chụp mạch vành cấp cứu ngay trong thời gian nếu bệnh nhân còn đang nằm trong nội trú. Thì lúc trước khi mà can thiệp cách đây khoảng 10 năm ấy, thì cái tỷ lệ này gặp thì giống như Ivan nói thì chúng cũng khoảng chừng gặp vài ca thôi, không nhiều, một vài phần trăm thôi, khoảng 1-2%. Tuy nhiên thì sau khi cái thời đại mà
sau này á, sau những năm gần đây, 5 năm gần đây thì sau khi mà chúng tôi sử dụng Ticagrelor thường xuyên hơn trong nhân hội chứng mạn cấp và có dùng thêm hướng dẫn của IVUS là siêu âm trong lòng mạch để can thiệp, thì cái tỷ lệ huyết khối tắc stent mà trong thời gian bệnh nhân nằm nội trú mỗi một năm á, tại bệnh viện Đại học Dược thì thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có thấy, hầu như không thấy. Và tại bệnh viện Đại học Dược thành phố Hồ Chí Minh khoa tim mạch can thiệp á, thì tôi đang làm cái quản lý bệnh nhân sau can thiệp mạch vành, làm cái sổ bộ rất là lớn, thì theo dõi bệnh nhân cũng rất là chặt chẽ, có các bạn điều dưỡng và bác sĩ liên hệ hàng tháng để mà liên hệ bệnh nhân, coi bệnh nhân uống thuốc ra sao, triệu chứng ra sao. Và ấy thì tỷ lệ huyết khối tắc stent thì thấp lắm, dưới 1%, bệnh nhân thì không có nhiều, cho nên là tôi nghĩ với các thuốc, nếu mà chúng ta mới mới triển khai một cái cath lab tại một cái địa phương, thì chúng ta nên tối ưu chọn được tất cả các thuốc và những cái dụng cụ nên thật là tối ưu và thật là chuẩn chỉnh trước, bởi vì chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng ta nên tối ưu trước. Sau khi chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn thì chúng ta sẽ linh động chọn lựa nhiều cái loại hơn, nhưng mà lần đầu thì theo tôi nghĩ thì chúng ta nên chọn tất cả những cái gì là tốt nhất, tối ưu nhất để chúng ta đảm bảo an toàn cho chính bệnh nhân cũng như chính bản thân cath lab của chúng ta. Dạ, xin hết. À, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hoàng Vũ. Ừ. À, thưa các bạn, thì trong chương trình trong tờ giấy ghi là 13 giờ 35 chúng ta sẽ kết thúc. Bây giờ cũng là 13 giờ 42 rồi. Và chúng tôi nghĩ là chiều nay là chiều thứ tư, cũng có thể chúng ta còn những công việc khác nữa đối với các bác sĩ của chúng ta. À, chúng tôi rất cảm ơn là bây giờ trên chúng ta còn hơn 500 các quý vị bác sĩ đang theo dõi cái chương trình này. À, tôi xin có một cái số ý kiến tổng kết như thế này. À, một bệnh nhân bị mạch vành, đặc biệt là hội chứng vành cấp, là một cái tình trạng rất là trầm trọng các bạn. À, nếu mà chúng ta không có điều trị thì cái tỷ lệ tử vong biến chứng nó cao lắm. Vậy chúng ta phải điều trị rất là tốt cho những bệnh nhân này. Việc mà chúng ta gặp một bệnh nhân về hội chứng vành cấp, sau khi chúng ta xác định chúng ta phải chẩn đoán ra rồi đó, thì cái suy nghĩ đầu tiên của chúng ta phải là suy nghĩ về chuyện tái tưới máu mạch vành cho người ta. Đó là cái suy nghĩ đầu tiên, và cũng là cái suy nghĩ và cũng là cái khuyến cáo của ESC 2023 là chúng ta single revascularization, có phải nghĩ về cái chuyện tái tưới máu cho bệnh nhân. Và cái việc thứ hai mà chúng ta phải nghĩ đó là chúng ta phải nghĩ về cái chuyện là dùng thuốc kháng tiểu cầu, để gọi là antithrombotic kháng tiểu cầu và kháng đông cho những người bệnh chúng ta. Và cái suy nghĩ thứ ba đó là suy nghĩ mà chúng ta điều trị toàn diện, chúng ta điều trị những cái yếu tố nguy cơ cho người bệnh, điều trị lâu dài cho người bệnh. Thì trong cái chương trình hôm nay đó, về cái chuyện điều trị tái tưới máu đó, thì chúng ta có đề cập đến nhưng mà chúng ta chưa phải là đề cập nhiều lắm. Tuy nhiên, về vấn đề mà điều trị chống mà thuốc chống huyết khối, mà cụ thể đây là điều trị kháng tiểu cầu, thì chúng ta thấy người bệnh trước khi mà vào cath lab, gọi là trước khi vào viện ở phòng cấp cứu, trước khi vào cath lab thì chúng ta sử dụng thuốc kháng tiểu cầu như thế nào, khi mà chúng ta can thiệp động mạch vành thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc kháng tiểu cầu như thế nào. Ví dụ như là trong khuyến cáo đó là ticagrelor cộng với aspirin, hoặc là prasugrel cộng aspirin. Còn cái chuyện mà sử dụng aspirin cộng với clopidogrel á, thì chỉ khi nào mà bệnh viện chúng ta không có cái đó, không có prasugrel hay là ticagrelor, chúng ta hết mấy cái đó rồi, hay bệnh nhân không dung nạp được, thì chúng ta mới sử dụng tới clopidogrel thôi. Và cái việc mà cơ chế vì sao mà chúng ta sử dụng vậy thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái đã trình bày rất rõ rồi. Tiếp theo đó, ở cái giai đoạn mà sau đó nữa đó, thì chúng ta thấy làm sao giai đoạn trong vòng 12 tháng đầu hoặc sau đó nữa, thì cái chiến lược mà sử dụng thuốc kháng tiểu cầu cho những bệnh nhân của chúng ta sau khi can thiệp động mạch là chúng ta phải cá thể hóa người đó, chúng ta phải đánh giá nguy cơ xuất huyết, nguy cơ tắc mạch của những người đó như thế nào, để chúng ta có cái chế độ điều trị chuẩn mực hơn. Song song đó thì các bạn thấy một loại thuốc rất là quan trọng, đó là thuốc statin. Thì đây chúng ta thấy dùng cái từ là statin hoạt lực cao, statin hoạt lực trung bình, vân vân. Thì đó để chỉ rằng cái loại thuốc statin là một loại thuốc nền tảng, gần như là bắt buộc phải có trong điều trị những cái bệnh nhân hội chứng vành cấp. Chúng ta có statin hoạt lực cao như là Crestor 20 mg, ở phương Tây thì hữu dụng 40 mg, chúng ta có Atorvastatin Lipitor 40 mg, 80 mg, vân vân. Đó là những thứ rất thường được sử dụng trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta. Thì chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin của hôm nay, với những ý kiến hỏi của các bạn, và chúng ta chia sẻ, chúng ta có trả lời những câu hỏi đó, thì tất cả những cái vấn đề thắc mắc trong việc xử trí hàng ngày bệnh nhân bị hội chứng vành cấp, một phần nào đó đã được giải đáp, đã được trả lời. Chúng ta có thể ứng dụng được những cái
kiến thức, những cái điều chúng ta bàn luận hôm nay vào trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày của mình. Chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, tiến sĩ Vũ Hoàng Vũ đã dành thời gian để mà có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình với các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn công ty AstraZeneca đã tạo một điều kiện buổi trưa hôm nay. Chúng tôi cùng với các bạn có thể là trao đổi thêm, và đặc biệt là cảm ơn hơn 500 vị bác sĩ đã tham dự trong cái buổi trưa hôm nay. Mặc dù chiều nay vẫn còn cái lịch làm việc, nhưng mà chúng tôi thấy giờ này các bạn vẫn cùng chúng tôi để mà có thể thảo luận chi tiết về những chuyện mà chúng ta phải thực hiện xử trí một bệnh nhân bệnh động mạch vành, cụ thể là hội chứng vành cấp, trong thực hành lâm sàng của mình như thế này. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, và tôi tuyên bố là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi đào tạo y khoa liên tục hôm nay. Xin cảm ơn.